mọi người, thì mình là bé Quỳnh FF đây. Hôm nay sẽ là một video tổng hợp những bộ phim hay và cuốn nhất của Quỳnh. Và Quỳnh sẽ tạo cho mọi người một thử thách nho nhỏ nè. Bạn nào xem được hết video này từ đầu đến cuối thì hãy comment đi bên dưới. Quỳnh sẽ kết bạn trực tiếp và tặng quà cho mọi người nha. Không biết ở đây có bạn nào giống như mình không ta? Đó là kể từ lúc vào học, mình bị ba mẹ thu điện thoại và cấm không được chơi con game này nữa. Cái cảm giác đó buồn lắm luôn ý. Nhưng mà thôi không sao, thu máy kia thì mình vẫn còn con máy cùi này. Nên là mình quyết định lập cái Xbox này chơi tạm, đến khi nào được trả máy thì thôi. Tiện thể thì mình sẽ đi đá thêm cốt thử lòng mọi người, xem có bị khinh thường như trên mạng không nha. Con gái họ chỉ yêu những người giàu thôi. Anh nghèo lắm, em có yêu anh không? Thì có chứ, bây giờ em yêu anh rồi, cho dù anh có nghiện như thế nào em vẫn yêu anh. Đúng là anh không nhìn nhầm người mà. Anh yêu em. Ui, nhìn hai người họ hạnh phúc quá à. Ước gì mình cũng được như vậy. Ủa alo, con bót người nghèo một phèn kia, mày từ đâu chưa ra vậy? À thì mình đặt em code á, hai bạn có thể cho mình chơi chung với có được không ạ? À? Mày bị ảo à, loại con bót như mày sao đủ đăng cấp đi chơi game với bọn tao. Ok em, sao em lại chửi người ta thế? Người ta có làm gì em đâu. Anh bên con bot này sao? Anh hết thương em rồi chứ gì? Không phải, anh lúc nào chả thương em. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, chỗ này không dành cho mày nha con bot. Ra chỗ khác mà chơi đi. Ủa gì vậy, kích mình luôn rồi sao? Tưởng tốt thế nào, ai ngờ vẫn khinh thường người khác như bình thường. Nhìn cái bộ dạng này, chắc không ai thèm chơi cùng đâu. Thôi thì đi các bông nhiên cho lẹ. Rồi xong, anh trai mình mời nè, giờ phải làm sao đây ta? Ê này Quỳnh, ai cho mày chơi game hả? Anh tưởng mày bị thu máy rồi mà. Em nói cái này, anh đừng có nói cho mẹ biết nha. Đó là em có hai máy á. À, con này mày giỏi. Học không lo học, suốt ngày chơi game. Mày có tin anh mắc mẹ chuyện này không hả? Đừng mà anh, chơi game như em vẫn học mà. Mẹ đã thu điện thoại cấm mày chơi game để mày tập trung vào việc học. Vậy mà mày dám chống đối, lấy mày khác tải game về chơi. Đúng là hư hỏng quá rồi. Ơ kìa, em ngoan như thế có hư hỏng gì đâu chứ. Mày còn cãi hả? Thôi anh đi báo cáo mẹ, để mẹ xử lý mày mới được. Khoan đã, bây giờ thế này đi, anh chưa có người yêu đúng không? Thì đúng rồi, anh mày muốn có người yêu lắm, nhưng mà có ai thèm yêu đâu. Thế thì như thế này nhá, em sẽ kiếm người yêu giúp anh, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì cơ? Nói anh mày nghe xem nào. Đó là anh không được bách mẹ về việc em lấy máy khác tải game về chơi, ok không? Nhưng mà mày phải kiếm bằng được người yêu cho anh đây nhá. Rồi, anh cứ yên tâm đi, kiểu gì anh cũng có người yêu sớm thôi. Vậy thì ngon quá còn gì, được đấy. Anh sẵn sàng chưa? Tí nữa vào trận em nói cái gì anh phải làm theo cái đó nha. Biết rồi, mày nói nhiều quá, vô trận luôn đi. Ủa, cái gì vậy? Là cái người vừa nãy mình đi đặt em có gặp mà. Em yêu ơi, tí nữa chạy theo anh để anh gắn em nha, nghe không? Dạ, em biết rồi nè. Ngoan quá đi thôi, đúng là người yêu mình có khác. Ôi, sao này giàu thế nhở? Hello anh nha, cho em làm quen với có được không ạ? Ơ kìa, em có anh rồi, sao tự nhiên đi làm quen trai là sao? Anh em xem nè, nó ít thôi, anh gì đó rồi, anh có người yêu chưa ạ? À thì anh chưa, mà người đứng cạnh em là ai thế? Đây là bạn của em thôi, không phải người yêu đâu. Ủa em nói cái gì vậy? Nè cô kia, cô có người yêu rồi, vậy mà bảo chưa có là sao? Cái giọng nghe quen. À thì ra là mày, con bot kia, mày biết cái gì mà nói hả? Quỳnh, em với cô ta quen biết nhau từ trước rồi à? Thì nay em đi đặt thêm con gặp cô ta, xong rồi cô ta chửi em là bot này bot nọ, còn kích em ra nữa cơ. Khinh thường em gái của anh, vậy là không được rồi. Ủa, em nói cái gì vậy? Chị không hiểu, anh gì đó rồi, em không phải là con người như vậy đâu. Cô thôi đi, nói về mà không biết ngại à? Em nói cái gì thế? Chị đâu có chửi gì em đâu, chắc là em nhầm người á. Này em có chửi người ta mà, làm thì nhận, sao phải chối? Lại được cả mày nữa, tao đã bảo mày im mồm lại từ nãy giờ mà, mày không nghe tiếng hả? Em, từ trước tới giờ em đâu có nói anh như vậy đâu, sao bây giờ? Đấy là trước kia thôi, còn giờ tao kiếm được anh khác chạo hơn mày rất là nhiều, nên mày biết rồi đó. Ý em là... Là giờ chia tay đi, từ giờ tao với mày không liên quan gì tới nhau nữa, mày hiểu không hả? Em đừng như thế mà, anh xin em đó. Tụi chàng trai ấy ghê, yêu đúng cái loại không ra gì. Anh ơi, em mê anh lắm luôn á. Anh có thể ngồi xuống đây chùm đầu với em có được không ạ? Đừng anh ơi, loại con gái này anh nên tránh xa ra đi thì tốt hơn đó. Anh biết rồi, này cô kia, cô có người yêu rồi, sao cô cứ bám tôi hoài là sao ạ? Em chia tay hắn ta rồi, giờ em chỉ yêu anh thôi. Cô nghĩ gì mà đòi yêu anh trai tôi hả? Đừng có nằm mơ nữa, tỉnh đi. Thôi mà em, chị xin lỗi chị vừa nãy đã chửi em tha thứ cho chị nha. Không bao giờ nhá, đừng có dùng mấy lời ngon ngọt để nịnh tôi. Mày, nếu như mày không phải là em gái của anh ấy thì có lẽ ta đối xử đẹp mày từ lâu rồi nha con boss. À thế à, sợ quá đi mất thôi. Biết điều thì khuyên anh trai mày yêu tao đi, không là mày không xong với tao đâu. Cô nói thật là nực cười mà, để xem cô làm được gì thôi. Mày cứ đợi đấy. Em ơi, anh xin em đó, em đừng bỏ anh mà. Tao suy nghĩ kỹ rồi, tao không thể yêu một thằng nghèo như mày, mày có hiểu không hả? Có thể bây giờ anh không có nhiều tiền để cho em, nhưng mà tương lai anh sẽ cố gắng lo cho em mà. Thôi đi, đợi chờ mất thời gian lắm, tao không có rảnh. Thôi, cậu gì đó ơi, cô ta đã nói vậy rồi, cậu còn níu kéo làm cái gì nữa? Người như cậu xứng đáng yêu được người tốt hơn như thế nhiều. Loại con cái mà yêu vì tiền như thế, không đáng để cậu tiếc hiểu không? À rồi, mình cảm ơn hai cậu nhiều nha. Ok anh, sao lại nói em yêu anh chỉ vì tiền? Em yêu anh bằng cả trái tim chân thành mà. Ủa, tôi nói không đúng hả? Tôi nói thật, loại như cô á, cho thấy thêm tiền tôi cũng không thèm nhá. Hay lắm anh ơi. Sao mọi người chết hết rồi vậy? Anh gì đó ơi, xem em mắng nè. Nếu mà em mắng thắng trận này thì anh phải đồng ý là người yêu em nha. Quỳnh ơi, kiểu anh mày cái, loại con gái như này ai mà dám yêu? Em cũng chịu luôn đấy, không biết nói sao luôn. Anh im lặng là đồng ý đúng không anh ơi? Này thì nhờ này, tuổi gì đấy yêu anh trai tôi? Đen thôi, đỏ quên đi, nhất định anh phải là của em, anh cứ đợi đấy.
Anh yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm luôn á. Thật là đáng sợ mà. Quỳnh ơi, hay out đi chứ, anh mày ở đây thêm chút nữa chắc chết mất. Cũng đúng, out đi anh ơi. Đừng mà anh yêu đừng out. Chưa gì đã thấy nản rồi, chán ghê. Thôi nào, anh muốn có người yêu thì phải cố gắng lên chứ. Em vào trận nha. Ui anh ơi, gái kia, lại chào hỏi làm quen đi. Mày bị điên hả? Ngày bỏ ba ra, ai dám chạy lại làm quen cơ chứ? Có gì đâu mà ngại, anh cứ như thế còn lâu mới có người yêu nhá. Anh tưởng nếu mà người ta thích anh, thì người ta sẽ chủ động làm quen mà. Nhưng mà người ta là con gái, làm như vậy mất giá lắm. Nên là anh phải chủ động làm quen trước, anh hiểu không? Không. Thế thì đừng mong có người yêu. Ơ kìa, thế bây giờ phải làm như thế nào? Thì anh cứ nghe lời em nói đi. Con trai mà cứ ngại như đàn bà, sao mà tán được gái? Thôi được rồi, tí nữa anh sẽ làm lại. Hello, hello em nha, em đang làm gì đó? Ủa, hỏi gì kỳ vậy? Đang chơi game chưa làm gì nữa? À, vậy hả? Thế em tên gì? Tên Lulu kia không biết đọc à? Má, từ trước tới giờ chưa gặp cái trường hợp nào như vậy luôn. Anh ơi là anh hết cái đề hỏi à? Chưa biết nói sao giờ, anh mày thấy quê quá trời luôn rồi đấy. Thôi không sao, để em nghĩ cách. Con gái thường rất là thích người con trai bắn hay á anh, nên là anh cố gắng bắn thắng trận này đi. Ok luôn, chuyện nhỏ ý mà. Ui, hay quá anh ơi, quá xuất sắc luôn. Nhìn như vậy mà bắn cũng hay phết nhở, ghê đấy. Này, mày nghe thấy gì không? Em ấy khen anh bắn hay đó, vui quá à. Rồi rồi, qua bên chỗ chị kia đứng đi, đứng trước mặt em làm cái gì? Em ơi, bắn như vậy đã đủ hay để gánh em chưa nhở? À, thì bắn hay như vậy thì dư sức gánh em rồi đó. Vậy em là người yêu của anh đi, anh hứa sẽ gánh em cả đời luôn. Chưa gì đã tỏ tình rồi, nói thẳng luôn là bắn hay thôi chưa đủ nha. Vậy thì em cần là gì? Đừng có nói là tiền đó nha. Nè anh, sao anh lại nói thế? Xin lỗi nhá, nhà tôi không thiếu tiền, nên anh đừng có nghĩ tôi cần tiền. À vậy hả? Anh đuổi em xíu thôi. Ê này Quỳnh, mày nghĩ ra cái gì chưa? Giúp anh cái nào? À giờ anh cứ từ từ. Chị số 3 ơi, chị cho em hỏi chút có được không ạ? Ok em ơi, em cứ hỏi đi nè. Theo như em thấy thì chị đi ghép một mình như thế này, có phải chị đang muốn kiếm người yêu có đúng không ạ? Đúng rồi em, mấy ngày nay chị đi kiếm mà có gặp được anh nào tử tế để yêu đâu. Thôi chị không phải kiếm nữa đâu, để em giới thiệu anh trai em cho chị nhá. Anh trai em là... Là anh chưa còn anh nữa em, bất ngờ chưa bà già. Cái gì vậy trời? Thôi em ơi, chị suy nghĩ lại rồi, chị chưa muốn yêu á. Ủa gì kỳ vậy? Chị thằng này đúng không? Đúng rồi á. Chê em mạnh nha, nói thật anh không phải gu của tôi đâu, ok chưa? Vậy là chị chưa biết rồi, anh trai em cao 1m8, có nhà riêng, không những thế là còn bắn hay nữa chứ. Nay chị cũng thấy rồi mà, cân 3 cân 4 là chuyện bình thường đối với anh trai em. Em nói thật hay đùa vậy? Em nói thật mà, hồi anh trai em còn đi học, gái xếp hàng dài luôn á, nhưng mà anh em không có thích. Wow, được thế nhở, vậy để chị suy nghĩ lại đã nha. Anh ơi, nãy em chưa hiểu hết về anh á, là em nói những lời khó nghe, em xin lỗi nha. À rồi, không có gì đâu em. Ui, bây giờ mới để ý là chúng ta mặc đồ y hệt nhau luôn kìa em. Dạ, chắc là có duyên đó anh. Đúng rồi á, em nói chỉ có chuẩn thôi. Trời, xứng nhất anh rồi nha. Anh mày sắp có người yêu rồi đó, chuẩn bị ăn cơm chó nó đi. Ủa, em gái anh giọng cute dễ thương vậy, mà chưa có người yêu luôn sao? Nó đang tuổi ăn tuổi học, còn đang bị mẹ thu điện thoại cấm chơi game, yêu đương cái gì? Ơ kìa, sao anh lại nói vậy? Thế anh mày nói không đúng à, với cả người như mày lười làm ham ăn thì ai mày thèm yêu cơ chứ? Sao anh nói quá đáng vậy? Thôi nào không sao, mà em ơi, em sinh năm bao nhiêu à? Dạ, em sinh năm 2005 chị ơi. Thực ra chị có một thằng em trai đó, nhưng mà nó lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Nếu mà em thích thì chị giới thiệu luôn nha. Nhỏ hơn em 1 tuổi á chị? Đúng rồi, sao thế em? Em không muốn yêu đương nhỏ tuổi hơn à, hay sao? Dạ, em nghe mấy đứa bạn em nói yêu những đứa nhỏ tuổi hơn mình, nó trẻ con lắm, với cả không yêu được lâu dài nên là... Nhưng mà thằng em trai chị nó hơi bị trưởng thành à nha, em cứ yên tâm đi. À thôi chị ạ, ngại lắm chị ơi. Thích bỏ mẹ ra lại còn giả vờ, tao còn lạ gì cái tính của mày nữa. Ơ này, em nói em không thích thật mà, đừng có nói vậy chứ. Thôi được rồi, cứ để chị xử lý vụ này cho. Ý em là sẽ tạo cơ hội cho hai đứa làm quen với nhau đúng không? Dạ đúng rồi đó, anh cũng thông minh phết chứ bộ. Cái gì vậy trời, em không muốn yêu trẻ con đâu. Thôi hai anh chị chơi đi nha, em ra ngoài có việc chút ạ. Rồi ok, em cứ ra đi. Đúng là con người có tình yêu có khác. Chuyện còn lại nhớ làm tốt nha anh. Ok anh biết rồi, mày cứ tin vào anh đi. Chắc là giờ mình đi chơi một trận game trong lúc chờ đợi anh trai mình xong trận mới được. Ôi dồi, này thì ghép phải cùng bot kìa. Chào với bot cute đáng yêu nha. Gì đấy, giọng thằng nào đấy? Chết rồi, mình quên không tắt ghép rồi. Em bot cute không ít hả? Có giỏi thì mới lên xem nào. Trẻ trâu này, lớn tuổi hơn ai mà xưng anh với mình cơ chứ. Anh hiền lắm, anh là người tốt, không có chửi hay là khinh thường bot như người khác đâu. Giống y hay một đứa trẻ con vậy trời. Sao em bot này lì lợm vậy? Có phải nhà ba mẹ chị em quá nên em hư đúng không? Nè em bot, em chạy đi đâu vậy? Tao mà bật mic lên là mày không xong với tao đâu thằng nhóc. Này em boss, giọng con hay lắm đúng không? Bật mic lên trả lời đi nào. Lại cái gì nữa đây? Đúng là trẻ trâu chính hiệu mà. Sao hay? Im lặng là khen giọng anh hay chứ vậy. Anh cảm ơn em nhiều nha. Tính rồi dỗ chị đây bật mic chứ gì? Không dễ như vậy đâu. Thế bây giờ có bật mic không? Một là bật mic, hai là tông lão. Mắc cười thiệt chứ, trẻ con bây giờ mạnh bạo ghê ta. Nhìn cái gì mà nhìn, nói vậy rồi mà em boss không chịu nghe lời. Anh giỏi. Lại còn dỗ nữa cơ à? Nè, tính gì đi đâu hả? Đừng học chị hót anh nhà em boss. Hay là giờ mình bật mic lên chỉ nhau với thằng nhóc này nhở? Chưa mình thấy nó láo quá à. Xưa anh em như thật đấy.
Này mấy bố, chị đi đâu đấy? Định chạy trốn mới nè, không có đâu nha. Mà cái thằng nhóc này ghê. Ê này, ai chưa nhóc bằng xe của chị hả? Thích ăn đấm à? Giờ mới chịu bật mít lên kìa. Giọng cái boss này cũng tuyệt phết đấy. Xem lại cách xưng hô đi nha. Nhóc sinh năm bao nhiêu mà đòi xưng anh hả? Anh sinh năm 2K6 nha. Đúng là trẻ trâu 2K6 mà. Xin giới thiệu với nhóc, chị đây 2K5 nha. Lớn hơn người ta có 1 tuổi mà kêu người ta trẻ trâu là thế nào? Thì trẻ trâu thật mà, đừng có cái. Dạ rồi rồi, em trẻ trâu, bù chị già chân hành được chứ hả? Bà chị già cái quần què, cứ làm như chị đây là làm không bằng ý. Ê bà chị, cho xin ít đồ coi, lút từ từ thôi, gì mà như điên cứ vậy. Không lút đồ để mày lút hết là, chị đây vẫn còn tỉnh lắm nha. Đúng là cái đồ ham lam, đừng có để em mách mẹ em bởi cái tội không cho đồ em nhá. Trời trời, mách mẹ cơ à, giờ thì mách luôn đi. Mẹ ơi. Ơ kìa, mách thật luôn nào. Ai đồ làm cái gì, Việt Nam nó làm ok chưa? Thôi thôi, shop này còn nhiều đồ mà, lút hết đi. Tí nữa chị có đồ thì chị nhường, đừng có mách mẹ nha nhá. Thôi được rồi, bà chị nhớ đi nhá. Ê này, sao bà chị lại tắt mic rồi? Mic lên cái coi. Thôi, chị đây không rảnh. Được hay là bị bố mẹ ganh với về? Ha, già rồi mà vẫn bị ganh, tội nghiệp ghê. Gì mà già? Mình còn chưa 18 tuổi mà nó kêu mình là già mới bực chứ. Bình tĩnh nào, gì mà kết kiểu của em luôn rồi. Đúng là cái đồ ham lam. Ừ rồi, tham lam đó, cái chưa nhắc con. Ủa gì vậy? Sao lại bắn thùng dầu tự tử à? Đúng là trẻ con lắm chuyện ghê ta. Ai bảo chị không bận mới nói chuyện với em. Mệt với thằng nhóc này thật đấy. Bây giờ bà chị đi cứu em đi, nhanh cái chân lên coi. Ơ kìa, cứu em đi, sao không cứu, đi cứu đi mà. Mắc cười quá đi mất thôi, đợi xíu bây giờ chị cứu này. Hay quá, mình sẽ được cứu sống rồi, yêu bà chị nhiều lắm luôn nè. Gì mà yêu bà chị, sợ thằng nhóc này quá à. Bình tĩnh thôi, em đây còn chưa bắn được kêu nào luôn nè. Thì kệ nhóc chứ, bắn gà không được kêu nào cũng đúng thôi. Nhìn chị gánh cấp 1 đây này nhá. Á à, đồ bà chị khét đấy, 10 điểm nha. Này đi ghép cặp thằng nhóc cũng thú vị phết ha. À mà không biết anh trai mình đâu rồi nhỉ? Tán được chị ấy thành công chưa ta? À đây rồi, tình hình sao rồi anh? Thành công chưa thế? Hai, thất bại rồi em ơi. Sao có thể như thế được? Chị ơi, anh em ok mà, chị không yêu là phí lắm á. À thì giờ chị ra một thử thách nhỏ nhỏ, nếu mà làm được thì chị sẽ đồng ý làm người yêu anh em. Là sao ạ? Là giờ em solo với em trai của Linh, nếu mà em thắng thì Linh mới đồng ý yêu anh đó. Đúng rồi đó. Quỳnh à, giờ chỉ có em là giúp được anh thôi. Hay, thôi được rồi, em sẽ giúp anh. Ui, phải em cố gắng lên nhá, anh tin em sẽ làm được. Em sẽ cố gắng bắn hết sức, anh cứ yên tâm đi. Vậy giờ chơi đúng không? Đợi chị xíu nha, để chị mời thằng em trai chị vào. Chị mời em vô đây có chuyện gì vậy? Cái chuyện vừa nãy chị nói với mày đó, mày quên rồi sao? Ủa, sao lại là thằng nhóc này? Ủa, sao lại là bà chị này? Ủa, chuyện này là sao? Thì nãy em đi ghép vô tình gặp nhau á. Uầy, có duyên ghê ta. Em có hay thế, vậy là giờ em solo với bà chị này đúng không ạ? Đúng rồi, vậy giờ solo luôn nha. Ok chị ơi. Em bắn hơi bị gồ đó nha, chị nhớ đổi cái nồi cơm điện vào, không làm chối vô 70 đấy. À đủ, thằng nhóc này gãy khác thế nhở? Gãy là nghề của em rồi. Quỳnh à, cố lên đấy nhá. Nếu mà thắng thì anh sẽ cho mày một bất ngờ. Bất ngờ gì đó anh? Thì cứ thắng đi, rồi anh khác nói. Dạ vâng. Em gái anh làm tốt lắm. Trời ơi, không ngờ em lại bắn pro như thế luôn á, bất ngờ ghê. Dạ, chắc là tại em ăn hên thôi. Như lời hứa thì từ giờ em sẽ là người yêu của anh đó nha. Dạ, đương nhiên rồi anh yêu, đã chơi là phải chấp nhận. Ui, vậy là mình có người yêu rồi, vui qua đi mất thôi. Mà nãy anh bảo nếu em thắng thì anh sẽ cho em một bất ngờ mà đúng không? Đúng rồi, thì nãy anh có xin mẹ trả máy cho mày đó, nhớ là vẫn phải học nghe chưa. Ui, thật vậy sao, em cảm ơn anh nha. Vậy là mình được trả máy kia rồi, mừng quá à. Thế nhá, giờ em với chị tâm sự với nhau chút. Mày lấy máy kia vào game chính mà chơi đi. Ủa, chưa kịp nói gì đã kích mình luôn rồi. Bye bye con hàng boss này nha, mình về chính chơi đây. Gì nữa đây, thằng nhóc con này mời mình làm cái gì nữa vậy? Nãy chị bắn ghê quá à, có phải chị cài hack đúng không? Cài hack đi. Cài hack cái đầu mày ấy, kỹ năng của chị vân tần thế giới đó, đừng có đùa. À thế à, nãy em có báo cáo chị rồi, tí nữa kêu gì nó cũng bay. Thằng nhóc này rảnh ghê, thôi chị mày về chính đây, bye bye. Ok, chị không muốn nói chuyện với em nữa à.
Trời trời, những con lạc này mình có hứng thú chơi game hẳn ra. Ủa, là ai kết bạn với mình vậy ta? Cái gì nữa đây? Lại là thằng nhóc đó. Sao nó cứ bám mình hoài vậy? Thôi thì cứ chấp nhận lại đi, không nó lại kêu mình chảnh thì chết. Chào bà chị nha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Này nhóc, chị mày không có ra đâu nha, đừng có gọi bà nữa. Cứ hít gọi là bà đấy, làm gì được nhau. Này nha, bị khủng hả? Muốn ăn đấm hay gì? Sao bà chị già gắt quá vậy? Tưởng hiền lành thế nào, ai ngờ là con cáo già. Anh à, thằng nhóc này cứ chọc em, tức thiệt chứ. Thế mới vui, có gì mà phải tức cơ chứ. Anh nói chỉ có chuẩn thôi à. Này bà chị, nghe thấy gì chưa? Anh là cái gì vậy trời, chịu anh luôn đấy. Em yêu của anh đây rồi. Chào anh yêu của em nhá. Sao anh chị không ra chơi riêng đi, tính vào đây phát cơn chó Furry à? Quỳnh, mày bắt đầu hư rồi đấy nhá, dám đợi cả anh chị cơ à? Đâu, đâu có, em chỉ nói vậy thôi mà. Hai, cái đó không có người yêu, tội nghiệp ghê ha. Chắc bà chị già quá nên đấy, không ai em yêu hả? Gì cơ, nhóc nói vậy mà không biết nhột à? Thôi nào, không cãi nhau nữa, hai cái đứa này. Trời trời, là cái gì nữa vậy hai? Cơm chó ngập mồm luôn. Thôi, cố gắng dáng chịu nha hai đứa. À mà Lộc, còn muốn làm máy bay không? Để anh tạo cơ hội cho. Gì vậy anh? Không bao giờ em yêu thằng nhóc này nhá. Bà chị đang ảo tưởng tôi yêu bà chị sao? Thôi nằm ngủ mà mơ tiếp đi nhá. Nè nhóc, nhóc nghĩ nhóc có cửa sao? À rồi, đấy là chị nói đấy nhá, đừng có trách tôi. Là sao? Chị đây chưa hiểu nhóc nói. Thì cứ để mà xem, từ từ chị khác biết thôi. Thôi kệ nói đi, quan tâm là cái gì cho mệt. Này em yêu ơi, em có yêu anh không? Anh cứ hỏi thừa à? Bé không yêu anh thì yêu ai cơ chứ? Thế cưới luôn nhá. Chả cưới. Yêu vậy ta, thế tối nay anh qua chở em đi chơi nhá, có chịu không? Dạ, dạ, đi luôn chứ sao. Sao tự dưng mình lại muốn có người yêu là sao ta? Nè, bà chị vừa nói cái gì đấy? Đâu, đâu có nói cái gì đâu. Thôi thôi, chị không phải cãi, em đây nghe hết rồi nha. Ô kìa, sao lại thả tim cho mình? Ăn lộn được chưa? Thật là lươn lẹo mà, chắc là mê chị rồi chứ gì. Vậy là chị của em phải không? Khai thật đi. Vớ vẩn bị ảo à? Nhóc có cái gì đâu mà chị đây phải mê cơ chứ. Chị đây chỉ mê những anh đẹp trai, có 1m7 bắn hay thôi. Nè, ai cho chị mê người khác hả? Chị chỉ được phép yêu mình em thôi. Ủa, liên quan quá hả? Mặc dù thằng em chị nó nhỏ tuổi hơn em, nhưng mà nó 1m7 với cả đẹp trai lắm á. Chị nói thật hả? Ê này Quỳnh, mày mê rồi chứ gì? Đâu có, anh nghĩ gì mà em mê thằng nhóc này vậy? Mồm kêu không mê, vậy mà vẫn chụm đầu. Sao tự dưng mình lại chụm đầu với thằng nhóc đó ta? Bị gì vậy trời? Tự dưng tiêu đập nhanh sao ấy chị? Có lẽ nào? Anh, thằng nhóc này nó cứ nói linh tinh cái gì vậy? Anh không có biết gì đâu nha. Thôi anh ơi kệ đi, để hai cặp tình nhân tự tìm hiểu nhau. Chị nói cái gì thế? Ôi trời, đã nghiện rồi còn ngại kìa. Nghiện cái quần què. Chị không hốt được em đâu, cứ đợi đấy. Chị ơi, lại đây đứa đồ nè, nhiều đồ lắm luôn ấy. Thôi, không cần. Bé yêu ơi, qua đây anh cho đồ nè, kiếm làm gì cho mệt. Dạ, bé yêu tới liền đây. Này thì bé yêu với chúng tôi này. Ôi con bé này, ai cho mày lút đồ của anh hả? Anh cho người yêu anh mà. Ai kêu anh cứ phát cơm. Trả đồ đây, nhanh còn kịp. Chẳng trả đây, lêu lêu. Mày chắc chưa? Không trả chứ gì. Chắc rồi, anh nghĩ gì vậy? Còn lôi mày trả nhá. Thôi không sao anh ơi, nhường cho em nó. Chứ em cũng đủ đồ rồi mà. Hai, thôi được rồi, anh tha cho mày đó. Cô bà chị nghịch ngợm chưa kìa. Ý kiến gì hả? À không không, em nói nhầm ạ. Được chở bé yêu sướng ghê ta. Bé được anh yêu chở sướng ghê ta. Anh chị bước bước lại đi, chứ nãy giờ em chịu hết nổi rồi đó. Thôi nào, cố gắng chịu đựng anh cả Quỳnh cho. Dạ ok luôn anh ơi. Anh lại nói cái gì vậy? Nói cái gì đâu, em này đừng bắt xe của anh, để anh đi cái nào. Nghĩ sao thế, anh tưởng đi dễ dàng vậy sao? Thôi nào, thế bây giờ mày cũng muốn anh kiếm người yêu cho không? À thì có, anh kiếm người yêu cho em đi, rồi em sẽ không phá nữa. Ok luôn, chuyện nhỏ ấy mà. Ok anh ghế, sao lại thế ạ? À? Em không chịu đâu. Anh khác có cách của anh, nên là em cứ yên tâm đi. Đúng rồi đó, không phải lo, anh chị sẽ giúp em. Dạ vâng, cảm ơn anh chị nhiều. Để xem anh chị giúp được gì, không dễ như vậy đâu. Anh, nay anh bảo kiếm người yêu cho em mà, kiếm đi chứ. Giờ Lộc solo với anh nhá, nếu mà em solo thắng thì anh sẽ gả Quỳnh cho em. Cái gì cơ? Ôi, dễ vậy sao anh? Anh thắng cái gì khó hơn nữa đi. Vậy có chơi không? Cơ hội đến rồi đó. Dạ, chơi luôn anh ghế. Ê này, em không đồng ý như thế đâu nha. Em không liên quan đến kèo solo của hai người. Em không phải đồ chơi mà đem ra làm kèo như thế nhá. Ca này hơi khó rồi nha. Rồi xong, biết làm sao giờ? Anh hết cách rồi em ơi. Hay, buồn thế. Thôi, chỉ còn lại cái đấy em nghĩ là em sẽ làm được. Làm cái gì mà làm hả? Lộc à, cố gắng lên đấy nhá. Dạ em biết rồi, thôi chị ra đi. Ok, bye bye hai đứa. Sao không ra nó luôn đi, ở đây làm cái gì? Ờ kìa, em dễ thương như vậy mà chị lại đuổi em là sao? Dễ thương chỗ nào vậy? Đó, bộ đồ dễ thương không? Nè nè, ai cho nhóc mặc đồ giống chị hả? Em yêu chị nên là em thích mặc đồ giống chị đó. Không được, thay đồ khác nhanh lên. Không hay đấy, làm gì được nhau. Này thì không thay này, nhờ là con. Gì mà hợp tới nhanh vậy trời, muốn yêu chị mày thì cũng phải từ từ chứ. Giờ mình phải tìm cách để cho nhóc đó tránh xa mình ra mới được.
Ui, thằng bạn mình nó ăn nè, mời nó vô nhà nó giúp mới được. Có chuyện gì đấy mày, nay tự dưng mời tao cơ à? Thì tao muốn nhờ mày giúp một việc. Trời trời, nhóc này cứ spam Sibo hoài, phiền ghê. Chuyện gì cơ, nói tao nghe coi. Thì giờ mày chỉ việc đón giờ làm người yêu tao là được. Vãi, không được đâu, người yêu tao nó cho tao ra ngủ gầm cầu thì chết. 10 cái kim cương được chưa? Ngon thế nhờ, ok luôn bạn tôi ơi. Thế giờ mày thay đồ giống tao đi, nhanh lên. Bình tĩnh nào, cái gì cũng phải từ từ. Rồi nha, nhớ diễn cho tốt nha. À, anh yêu ơi. Dạ em yêu. Chị ghen đấy, dám chung nhóm với trai cơ à? Ơ kìa, chung nhóm với trai thì làm sao? Bộ ảnh hưởng liên quan gì đâu. Lại con mày đặt mà áo đôi nữa cơ à? Này thằng nhóc kia, người yêu với nhau mà áo đôi là chuyện bình thường. Cái gì cơ, người yêu á, mày là thằng nào khai mau? Thằng kia, mày chắc mày là người yêu của chị Quỳnh không hả? Sao thế mày, mình bảo lên cái coi, sợ cái gì? À thì đúng mà, với cả mày nhỏ tuổi hơn tao đấy, nên là anh nói cho cẩn thận. Sao tao phải nói cẩn thận với cái loại như mày? Nếu mà tao phát hiện mày đang lừa tao thì mày không xong với tao đâu. Đù má thằng này, gắt dữ vậy mày, hơi dén mày ơi. Thằng nhóc đó không làm gì được đâu, nó chỉ nói vậy thôi, cũng mày sợ. Hai, ok, tao sẽ cố gắng diễn hết sức có thể. Cố lên, 10 cái kim cương đang chờ mày. Tao yêu cầu mày tránh xa chị Quỳnh của tao ra, không là mày chết với tao đấy nhá. Nhưng mà Quỳnh là người yêu tao mà, mày bị điên à, cái thằng ắt con này. Thôi đi Lộc ơi, chị xin lỗi vì đã lừa rồi em, chị chưa có người yêu. Nhưng mà thực ra chị có người yêu rồi em ạ. Em không tin đâu chị, đừng hòng mà gạt em. Rõ ràng là chị biết em có tình cảm với chị mà, sao chị lại làm vậy với em? Thấy cũng tội nhưng mà thôi kệ đi, muốn yêu chị á, xin lỗi, không dễ như vậy đâu. Quỳnh là người không thích yêu người trẻ trâu như mày đâu, lại còn nhỏ tuổi hơn Quỳnh nữa chứ. Nhìn tao đây này, vừa đẹp trai, vừa gan lăng trưởng thành, Quỳnh mới yêu, mày hiểu không? Mày phèn bỏ mẹ ra, tuổi gì mà đợi yêu trẻ cơ chứ? Mày... Tao làm sao? Tao nói đúng mà. Chị ơi, ao ra đi, em muốn chơi tay hoa với chị, em muốn nói cho chị nghe cái này. Ơ hay, em nói chuyện mình cười nhỉ, chị đang chơi với người yêu mà. Sao thằng nhóc này mày cố chấp thế nhỉ, mệt mỏi với mày ghê. Bằng mọi giá, chị Quỳnh nhất định phải là của tao, ok, cứ đợi mà xem. Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Chị ơi, lên xem chở chị đi chơi nè. Vậy còn người yêu chị thì sao? Ơ kìa. Kệ mẹ nó chứ sao, chị là của em rồi. Thằng này mày náo, mẹ tao gan thật đấy. Chị Quỳnh lên xe đi mà, em xin chị đấy. Này thì lên xe nữa đi, tao bắn nổ xe khỏi đi luôn nè. Thằng này, mày biết tao kiếm mãi mấy con xe này không hả? Thì kệ mày chứ sao, thằng ót con như mày không đủ tuổi chiến với tao đâu. Hai, chị Quỳnh ơi, chị nỡ lòng nào bỏ mặc em như vậy hả? Sao tự dưng mình cảm thấy thương thằng nhỏ ý nhở, cứ cảm giác sao sao ý. Thôi kệ đi, chắc là cảm xúc nhất thời thôi mà, chị có cái gì đâu. Hai, tưởng thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một thằng gà mà thôi. Làm sao, chẳng qua tao không thấy mày lên mày đính lốc thôi à. Thôi thôi, mày còn không bảo vệ được chị Quỳnh nữa. Hai, con trai mà không bảo vệ được yêu mình thì vứt vứt. Thế mày bảo vệ được không mà mày oai mồm? Đương nhiên là có rồi, hỏi gì mà hỏi kỳ vậy. Chị ơi, em đi hồi sinh cho chị nha. Hả, thôi không cần, chị xem phim cũng được mà. Chị phải sống để chơi game với em đấy chứ, đúng không? Ê, hồi sinh cho tao nữa mày. Mày bị ảo à, còn lâu tao mới hồi sinh cho mày nhá. Chị Quỳnh ơi, xuống đây em cho chị đồ nè. Với cả ở đây nhiều hầm xét lắm. À thì ok. Quỳnh ơi, tao thấy tội thằng bé quá à, với cả nó yêu mày như vậy. Kệ đi, thế mày không muốn lấy 10 cái kim cương à? Nhưng mà... Không nhưng gì hết, cứ thế mà làm tiếp đi. Giờ tao nói lần cuối, mày mà không tránh xa người yêu tao ra thì mày đừng có trách. Con trai gì đâu như đàn bà vậy trời, tỉnh lại đi mày. Chị Quỳnh à, em hư hợp rồi sao, em mắc chị hợp rồi sao? Chị xin lỗi em nhiều nhá, mạnh mẽ lên nào. Không có chị, em chẳng muốn làm gì hết cả, chẳng muốn chơi game nữa, chắc có lẽ em sẽ up game. Up game là cái gì hả, ngoài kia có rất nhiều người khác mà, tại sao em phải làm như thế? Bởi vì em yêu chị hồi, giờ chị cũng có nhiều rồi, em cũng chẳng làm được gì hết cả. Thôi thì chúc chị hạnh phúc nha, tạm biệt chị. Ơ kìa, up thật luôn hả, nhắc con lại tính lừa bà chị này chứ gì. Tao làm xong nhiệm vụ rồi đó nha, nhưng mà cảm thấy có lỗi quá à. Không sao hết, chuyện còn lại tao tự giải quyết, cảm ơn mày nha, giờ tao chuyển kim cương cho mày liền nè. Ok nha bạn tôi. Ủa gì kỳ vậy, nói thế cũng hợp cả mấy tuần không thấy on luôn. Sao thế Quỳnh, mời chị vào có việc gì đây? À Lộc đâu rồi chị? Lộc đang trong phòng á, mấy bữa nay nó buồn không thèm ăn cơm luôn. Em với nó sao vậy? Chị ơi, chị bảo nói với Lộc là chuyện hôm đó em chỉ diễn đùa Lộc thôi chứ không phải như vậy đâu. Ok em, để chị nói với nó nha. Dạ em cảm ơn chị. Mong là Lộc không giận mình cái chuyện đó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại quá đáng thế nhở. Ui, Lộc ăn rồi sao? Mình không thể giữ trong lòng mãi như thế được, phải nói ra thôi. Lộc à. Để em nói trước. Chị à, anh yêu chị, làm yêu anh nha. Cái gì mà xưng hô tùm lum hết vậy trời. Thế giờ phải nói như thế nào ạ? Nghe chị nói đây này. Anh à, em yêu anh. Trời ơi, cưng xỉu, yêu em nhiều lắm luôn nè. Tiếp theo sẽ là một bộ phim siêu hay luôn. Mọi người cùng đón xem nha. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Vậy là cũng đã được 4 năm mình gắn bó với con game này rồi nhỉ. Nhờ game mà mình có thêm những người bạn tốt, có thêm những người anh, người chị. Mặc dù chỉ quen biết nhau qua một thế giới ảo, nhưng lại đem đến cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tiếc là chỉ được một thời gian, xong rồi người thì bận, người thì nghỉ game với nhiều lý do khác nhau. Chính vì thế, mình cảm thấy game càng ngày càng chán, không còn được vui như trước nữa. Hey, tự dưng muốn trở về cái hồi mình còn là một con bot quá à. Ủa alo, nhìn em giàu như thế này, vậy mà chị lại chê em là con bot là sao? Mày nói linh tinh cái gì thế, chị còn
cần ám ảnh như vậy đâu. Này em nghe cái gì mà bót bót á? À, chị nói là chị muốn quay lại cái hồi chị là con bót, tại vì hồi đó vui lắm. Vậy chị quay lại hồi con bót đó đi, xem có ai thèm chơi chung với chị nữa không? Ok luôn em ơi, bữa chị mặc đồ đẹp suốt rồi, giờ đổi phong cách tí nhỉ? Ơ kìa, em nói thế mà chị cũng thay đồ thật đó hả? Heo ơi, nhìn phèn vãi. Phèn cái gì mà phèn, nhìn người ta dễ thương cô ta như thế này mà chê. Thôi, thôi, chị đổi lại đồ giùm em cái. Em không thích chị mặc đồ như này đâu. Không đổi, chị muốn mặc đồ này cơ. Thế bây giờ chị có đổi đồ lại không thì nói một câu. Không, không đổi. Ê, hay là mày thay đồ bắt giống chị luôn đi cho đẹp đôi. Gì vậy, cái con này càng ngày càng láo, dám kích cả mình luôn. Không chơi game cùng chị mày thì thôi, không thèm. Chị đây đi ghép ngô nhiên vui hơn nhiều nhá. Mình nghe nói mặc đồ body ghép hay dính bị người ta khinh thường. Để xem có ai khinh thường mình không nha. Hello cậu, nhìn cậu cute đấy, cho mình làm quen được không? Ui, có trai làm quen luôn kìa, được còn nói thế nhở? À thì được, được cậu ơi. Tao đùa chút thôi mà, chứ mấy con boss như thế ai mà thèm làm quen. Người tao muốn làm quen là bạn nữ cute này nè. Ôi vai, mình cứ tưởng cậu ta tốt, không phân biệt giàu nghèo, ai ngờ hay. Em gái thì ơi, em có bích không? Bích lên nói chuyện với anh đi. Dạ, em có, chào anh nha. Trời ơi, cute thật đó, đã thế là còn giàu nữa. Anh bị mê mất rồi, em yêu ơi. Anh ghen em như vậy, chắc con boss kia đang tốt với ghen tị lắm á. Gì vậy, tôi vẫn bình thường mà, có gì đâu mà phải ghen tị cơ chứ. Thôi, mày không phải chối, mày nhìn lại mày xem, nghèo không có nổi bộ đồ để mặc luôn. Đúng là game bây giờ khác trước thật, cứ mặc đồ boss cái là dính người ta khinh. Mình nhớ trước kia, cái hồi mình mới chơi game, có ai phân biệt giàu nghèo như thế này đâu. Con boss kia, bắn cho cẩn thận, chết là tao không cứu mày đâu đó. Ê, boss ơi, địch nó ở gần tao nè, ra bắn nó đi, nhanh lên, không nó bắn chết tao bây giờ. Rồi rồi, tôi biết rồi, yếu rồi đó. Mày định ghen của tao đúng không boss kia, nhưng tức là tao bắn nó trước rồi nha mày. Rõ ràng là cô ta cơ mình bắn phụ, thế mà lại nói mình như vậy, hay. Hay ra, boss mà cũng biết giết người gà, ghê vậy sao? Nó bắn hàng hên nè anh, chứ loại nghèo như nó nhìn tôi đã biết bắn gà rồi. Nè, tôi không có bắn gà đâu nha, nhìn tôi vậy thôi chứ tôi bắn bờ rồ lắm đó. Ê được, con boss nhận mình là bờ rồ kìa, thật là nực cười. Thôi kệ nó đi em yêu ạ, mấy con boss cháu làm gì cho bẩn tay. Dạ vâng anh, em biết rồi ạ. Người gì đâu mà ngoan quá vậy, nói chuyện còn giả vân, nghe cưng ghê. Anh thích em là chứ gì, came out. Dạ đúng, anh thích em rồi. Cái gì vậy trời, mới gặp nhau trong game, vậy mà đã thích nhau rồi sao, ảo thật đấy. Em yêu à, em làm nhiều anh nha, anh hứa sẽ lo cho em mọi thứ, có được không? Dạ, em đồng ý ạ, à. Yêu anh nhiều lắm luôn nè. Ơ kìa, vậy là yêu nhau luôn sao, nhanh thế nhỉ? Trời ơi, yêu tôi cô ta xỉu anh em à, nhớ là chỉ được yêu mình anh thôi đấy. Em biết rồi mà, cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi, anh cứ yên tâm đi. Em nói như vậy là anh yên tâm hơn rồi. Ê, con boss kia, mày cứ nhìn bọn tao làm gì thế? À thì không có gì đâu. Hay là nhìn bọn tao đẹp đôi quá, nên mày mê rồi chứ gì? Loại boss nghèo như mày thì đừng mong có được tình yêu đẹp như bọn tao. Mày là con boss thì mày chỉ yêu được mấy thằng boss thôi, chứ không yêu thằng nào hơn được đâu. Rồi ok, bạn nói gì chả đúng. Mày đang nói đẻo tôi đấy hả con kia? Không dám ạ, mình sao dám nói đẻo bạn. Sao mày nói cái giọng điệu khó nghe thế nhở? Thế bây giờ mày thích thế nào? Hỏi còn không thèm trả lời. Anh ơi, sửa con boss này giúp em cái, em cay nó lắm rồi. Con boss kia, mày chán sống rồi à? Động hoài thì động, chứ động vào nhiều tao là mày sai thật rồi. Ủa, tôi đã làm gì đâu mà nói tôi như vậy? Mày không phải cãi như con kia, đã boss rồi lại còn không biết điều. Bọn tao chết hết rồi, để xem mày làm ăn được gì hay không, hay là chết luôn. Kiểu gì chẳng chết, nhìn đã boss thế kia là đủ hiểu rồi. A đù, ăn hen à. Bánh như thế mà bảo ăn hen thì chịu đấy. Chẳng ăn hen, thế mày nghĩ mày có kỹ năng à? Bớt ảo đi con boss phèn. Thôi nào, hai người để im cho tôi bắn cay. Chứ hai người cứ nói suốt vậy, sao mà tôi tập trung vào bắn được? Bọn tao chẳng thích im đấy, nên mày làm gì được tao? Nhìn con boss thể hiện kìa, tí chết tao cười vào mặt. Đấy, biết ngay, chết luôn rồi kìa anh ơi, đúng là con gà công nghiệp mà. Ê con boss kia, gà này xóa game đi chứ, chơi game để phá game à. Cân bốn đâu phải chuyện dễ, chết trước người ta lại còn to mồm trước người khác. Anh nghe thấy gì không, con boss kia nó chửi chúng mình luôn kìa. Con kia, giờ mày thích thế nào, nói một câu, mày là mày dám chửi bọn tao hả? Từ nãy giờ tôi chả đụng chạm tới hai người gì cả, vậy tại sao cứ phải đi gây sự, rồi nói này nói nọ tôi vậy? Ôi, vì mày là con boss nên bọn tao có chửi hay nói gì mày cũng xứng đáng thôi. Người yêu nói gì có chuẩn, boss thì chấp nhận đi, nếu mày giàu được như bọn tao thì bọn tao cũng không khinh mày tới vậy đâu. Đúng là game bây giờ toàn phân biệt đối xử, vậy là mình hiểu lý do tại sao những người bạn mình hợp game rồi. Đấy, con boss kia nó lại ghét kêu của em kìa anh. Má cay thiệt chứ. Mày chơi game kiểu gì mà toàn đi cá ép của nhiều tao vậy? Sao lại nói tôi cá ép trong khi tôi không hề cá ép hả? Làm mà không chịu nhận, mày to gan thật đấy. Con boss nghèo phèn, đừng có để chị đây nóng nghe không? Thế bây giờ hai người thích thế nào thì nói một câu. Ghê, mày đặt lớn tiếng quần tao cơ à. Anh ơi, nghĩ cách sửa con boss này đi, chứ nó hỗn láo quá à. Để anh nghĩ coi. À, nghĩ ra cách rồi em ơi. Cách gì đó anh nói cho em nghe xem nào. Không biết hai người họ lại tính làm gì mình nữa. Con kia, nãy tao nghe mày nói là mày bắn đúng không? Thế mày dám solo với bọn tao không? Tự dưng lại kêu người ta solo, rốt cuộc hai người đang có ý gì?
gì hả? Thì tao gạ kèo mày, bọn mình sợ hay gì? Sợ là cái chắc anh ơi, nhìn nó bót thế kia mà sao dám solo với bọn mình chứ. Mình không thể để họ khinh thường mình như vậy được. À thì thôi được rồi, bây giờ solo như thế nào nhỉ? Kìa anh, nó đồng ý solo rồi kìa. Bây giờ solo ai hay, mày kiếm thêm một thằng nữa đi. Nếu mà bọn tao thắng thì mày phải đưa bọn tao 10 triệu. Nhưng mà anh ơi, con bót thì làm gì có tiền để trả tụi mình chứ. Ừ ha, cũng đúng nhỉ. Nếu mà mày thua thì mày phải làm đệ tử của bọn tao. Bọn tao nói gì mày cũng phải làm đấy. Sao, con bót kia mày dám chơi không? Ok, chơi thì chơi. À mà khoan đã, tôi mà thắng thì hai người phải xin lỗi tôi đấy nha. Mày bị ảo à con kia, mày nghĩ gì mà ăn được bọn tao vậy? Thì tôi cứ nói trước như thế, chứ tôi còn nói là tôi sẽ bắn thắng hai người đâu. Thế còn nghe được, xong trận này solo nha con bót. Ok, hay, bây giờ mình phải làm sao nhỉ? Mình không quên ai là con trai luôn á. Vậy ai sẽ là người solo phụ mình kèo này đây? Con kia, lo mà kiếm người bắn đi nha. Bọn tao không thích chờ đợi đâu. Ok, tôi biết rồi. Mình phải kiếm con em gái nhà nó giúp mấy được. Sao thế chị? Mời em vào có việc gì thế? À thì nãy chị đi ghép gặp hai người khinh thường chị, sao nó gạ kèo solo với chị nữa cơ? Ồ vậy hả? Em biết ngay mà. Nãy em kêu chị thay đồ chị còn không nghe em cơ. Giờ thì thấy ở đó. Thôi, giờ mày kiếm giúp chị một bạn nam solo phụ chị đi, được không? Chị thiếu trai à mà phải nhờ em? Ồ cái con này, chị mày có quen ai là con trai đâu, mày thử biết điều đó mà. Thôi được rồi, chờ em một chút để em mời thằng bạn thân vào solo giúp chị. Bạn thân hay là người yêu? Bạn thân mà chị, thằng đấy cho em thêm tiền em cũng không thèm yêu ấy. Vậy luôn, mà thằng đó bắn hay không đây? Bắn hay mà chị. Ủa, sao em mời mãi nó không chịu vô là sao mà? Tức thằng này thế nhỉ? Cứ đợi chút xem sao. Gì mà sợ băm lắm vậy mày, lén hết máy của tao rồi. Rảnh không? Solo phụ chị tao cái kèo với. Thôi, tao bận rồi, bảo chị mày nhờ người khác đi. Tao ra đây, bye bye. Khoan đã, giúp chị đi mà bé ơi. Dạ, dòm chị gái mày nói hả? Đúng rồi, là chị tao nói đó. Sao thế, có chuyện gì à? Ừ thì, tao đợi ý rồi, tao sẽ giúp chị mày nha. Á đù, ghê vậy sao? Chị ơi, nó chịu giúp chị rồi kìa. Bây giờ em ra nhá. Ok ok, em ra đi. Thằng kia, mày bắn cho cẩn thận đấy nhá. Không thắng thì đừng gọi nhau hai tiếng bạn bè. Biết rồi, khổ quá cơ, mày đi ra đi. Chị ơi, giờ thế nào ạ? À, đợi chị một chút. Con bót kia, mày kiếm được người chưa? Tao đợi mày hơi lâu rồi đó. Tôi kiếm được rồi, giờ solo luôn nè. Wow, nhìn bạn nam kia đẹp trai thế nhở? Em nói cái gì đó, nói lại cho anh nghe xem nào. Dạ, em có nói gì đâu anh, giờ vào solo luôn đi ạ. Ê, bọn kia, tao bắn bờ rồi lắm đấy. Chúng mày chuẩn bị tinh thần mà thua đi nha. À rồi, để xem. Chị ơi, hai người kia là ai? Sao họ lại chơi chị như thế ạ? À, chuyện là nãy chị mặc đồ bót đi ghép ngẫu nhiên nên là bị hai người họ khinh thường á. Tự dưng chị mặc đồ bót làm gì vậy? Chị cảnh ghê á. Ơ kìa, sao lại cười chị? Thì mắc cười quá nên em cười thôi. Chị đúng là cái đồ trẻ trâu. Nè, em nói cái gì đó? Sao lại nói chị là trẻ trâu? Em nên nhớ là chị lớn hơn em đó nha, nên là anh nói cho lịch sự. Em đùa tí thôi mà, sao chị gắt quá vậy? Đùa cái gì mà đùa, chị đây không thích đùa ok. Nhưng mà em thích đùa, liêu liêu chị là cái đồ trẻ trâu. Tao mệt mỏi cái thằng này ghê á. Thôi chị đây không chấp trẻ con. Ôi sao chị chết rồi à? Nhưng mà thôi không sao, để em gánh chị nhá. Rồi xong chết luôn rồi. Đấy, tại nó làm quá không tập trung vào bắn nên thua rồi kìa. Thua có mỗi một trận mà chị cũng lo. 30 chứ phải là Tết, kiểu gì chúng ta cũng thắng. Chị cứ yên tâm nha. Rồi rồi, mong là vậy. Nhìn chị mặc bộ đồ boss này cũng cute phết nhờ. Quá khen, lúc nào chị mày chẳng cute. Nhưng mà vẫn không cute bằng em đâu, em vẫn cute hơn chị nhiều. Gì vậy trời, không khác gì một đứa trẻ con luôn. Chị đang thì làm cái gì vậy, nói to lên em nghe cái coi. Không, chị còn nói gì đâu. À mà chị bảo này, em với em gái chị đang tìm hiểu nhau à? Làm gì có chị đó à, bọn em chỉ là bạn thôi. Thôi đừng có chối, thích em chị thì cứ nói đi, chị giúp cho. Em thích chị được không? Cái thằng này, chị đang nói nghiêm túc mà mày cứ đùa. Thôi không nói nữa, lên bắn. Ok, chị quét em à? Nó to thế á. Đâu, chị có quát em đâu. Thôi nào thì nói chuyện sau, giờ tập trung vào bắn đi. Dạ chị, ê hai đứa kia, nãy chúng mày chửi chị tao đúng không? Lần này mày tới số với tao rồi, xin nhẹ cái đầu hai đứa mày nha. Ơ kìa, sao lại nằm ở đó rồi em? Tại bọn nó ăn hên mới giết được em thôi, chứ em bắn hơi bị gồ đấy nha. Ghê vậy sao? Ui, chị cần hai luôn à, sao đỉnh quá vậy? Bình thường thôi em ơi. Chị ơi, cứu em với, bọn nó bắn em sẽ chết rồi nè. Không sao, bơm máu vào để chị xử lý tụi nó cho. Em chưa bắn gì đã thắng rồi à, đỉnh quá chị ơi. Trận này chị ở dưới đi, để em lên bắn cho. Chứ nãy giờ toàn chị bắn không à, em chẳng bắn được kêu nào. Liệu của cân hai được không đó, hay là lên cả chết luôn? Chị nên coi hờm đấy à, giỏi. Vậy thì cân hai tụi nó chứng minh cho chị thấy đi. Được thôi, chị nhìn em cân hai đây này. Rồi xong, nó bắn em chết luôn rồi. Chị ơi, bọn này bắn ghê quá à. Chứ chị có bảo tụi nó bắn gà đâu, bắn cũng ghê phết đấy, đừng đùa. Chị lại bắn chết hai đứa nó, trả hù cho em đi. Em tức tụi nó lắm rồi. Ok ok, để chị xử tụi nó trả thù cho em nha.
Này thì giáp bắn tao này, chờ nha con. Trận cuối rồi, bắn cho cẩn thận để thắng luôn nha. Chị gánh em mà, em không cần bắn cũng thắng. Ê, tính ra chị mời mày vô để gánh chị đấy nhá. Nhưng mà chị bắn hay hơn em, nên là chị phải gánh em. Rồi rồi, chị mày khổ với mày quá cơ. Thắng rồi, hay quá chị ơi. Vậy là tôi thắng rồi nha hai bạn. Má mẹ hết đúng không con kia? Một con boss như mày có thể bắn hay như vậy được. Đúng rồi đấy, anh nhảy ra chưa kịp làm gì đã chết luôn rồi. Vậy là hai người chỉ biết rồi, thực ra chị quên giả boss thôi, không nghèo như hai người nghĩ đâu. Cái gì cơ? Tao không tin, chúng mày đừng có bịp tao. Anh ơi thật luôn nè, at level 77 quân thể vô cực chỉ huy một quân lớn đó kìa. Đâu, để anh xem. Ôi, đúng là như vậy luôn nè. Ừ, tại em hết đấy, tự nhiên lại đi khinh thường người ta. Nè, anh đừng có đổ lỗi cho em, là anh khinh thường cậu ấy trước mà. Còn không ai xin lỗi đi, đứng ở đó mà cãi nhau là cái gì hả? À, thì cậu ơi, cậu cho mình xin lỗi nhiều nha. Cậu đừng để những gì vừa nãy mình nói. Mình cũng xin lỗi vì nãy giờ đã nói những điều không hay về cậu, mong cậu tha thứ cho mình. Thôi được rồi, tôi tha thứ cho hai người lần này. Chỉ mong hai người đừng bao giờ đi khinh thường người khác như vậy nữa. Mình biết rồi, lần sau tụi mình không như vậy nữa đâu. Như thế là ok rồi, bây giờ hai người ra được rồi đấy. Bye bye cậu nha. Cuối cùng cũng giải quyết xong, nhẹ hết cả người. Cảm ơn em đã giúp chị solo trận vừa rồi nha. Ôi giời, không có gì đâu chị. Với ca nãy giờ toàn chị bắn mà, em vô đứng không cũng thắng. Công nhận chị là con gái mà bắn như con trai vậy á, đỉnh thật sự. Sao rồi chị, solo thắng hay thua vậy? Đương nhiên là thắng rồi, cái con này mà hỏi gì hơi kỳ vậy. Tao không biết thì tao hỏi, bộ không được à? Mà mày lại nói như thế, đúng là thằng điên. Mày nói ai là thằng điên cơ, hả con kia? Tao nói mày đây, làm sao? Thôi nào, không cãi nhau nữa, tao mệt mỏi với chúng mày ghê luôn á. Tại nó cứ chọc em chứ bộ. Thôi, chị vào trận nha. Ê này, chị thay bộ đồ khác đi thì em mới chơi cùng, không thì thôi em ra đây. Lại còn thế nữa, thôi được rồi, thay thì thay. Mặc như này đã được chưa? Đấy, mặc như này có vẻ đẹp không? 10 điểm nha chị. Chị quên mặc đồ gì cũng đẹp, còn mày mặc đồ giờ đến mấy cũng bằng 6 thôi. Mày... Đấy, lại chuẩn bị cãi nhau đấy, mỗi đứa nhìn một câu để chơi game nào. Chị có thấy cái mà em đang nhìn thấy không? Hả? Cái mà em đang nhìn thấy hả? Là cái gì? Thì là ba chúng ta đều ấy, không có nghiêu đó chị. Cái này đúng này, nhưng mà như thế cũng vui mà. Thôi, đừng có nói như thế, nhớ đâu sau này hai đứa chúng mình lại thành một cặp thì sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Chị này, bớt nói linh tinh đi nhá. Em gái chị sao có thể yêu cái thằng trẻ trâu như vậy được? Tao đẹp trai, đáng yêu cô tê như thế này, không đến lừa mày đâu, mà nói như thế ok. Thường thường chị thấy mấy cái đứa mà hay cãi nhau, chửi nhau sau này yêu thương nhau lắm đó. Chị tha cho em có được không? Chị mà nói thêm câu nữa là em out game luôn đó nhá. Out luôn đi, để tao chơi với chị Quỳnh. Thôi nào, em đừng nói như thế, chị không nói nữa. Hai đứa cũng đừng cãi nhau nữa nha. Ê, cây súng ở kia là của chị đây nha. Ơ kìa, của chị mà, ai cho em lấy hả? Ai nhanh chân hơn là của người đấy nha chị, liêu liêu. Thằng này láo, dám giành đồ của chị mày. Cứ để đấy, chị mày sẽ xử mày sau. Chị đang lao bảo cái gì á? Chị đang chửi em đúng không? Ừ đây, chị chửi nhóc đây. Sao, ý kiến gì không? Ơ kìa, sao có mỗi cái súng mà chị nói em thế? Đây, em nhận súng lại cho chị nè, chị lấy đi. Thôi, khỏi cần nhá, chị đây có súng rồi, không thèm súng của nhóc nữa đâu. Em đùa chị xíu thôi mà, chị ơi, đừng giỡn em. Chị Quỳnh, cứu em, cần cho em có địch nè. Xin nhẹ cái đầu nha con bóp. Sời, đúng là chị gái em có khác mà, bắn đỉnh vé hả? Ôi, cô em chị ơi, em bị hết để chết luôn rồi. Người ta gọi đó là nghiệp quật đó nhóc. Cho chưa cái tập đi thành súng của chị mày nha. Thời buổi nào rồi mà chơi game vẫn bị thính này chết. Đúng là không khác gì mấy con boss mới chơi game. Chị ơi, qua đây rút đồ này, ở đây nhiều đồ lắm luôn á. Ok luôn em ơi, chị qua liền. Em biết lỗi rồi, lần sau em không nhận đồ của chị nữa đâu. Chị đi hồi sinh cho em đi, em xin chị đấy. Chị Quỳnh ơi, đừng hồi sinh cho nó, kệ nó đi. Mày hay bị quá đáng rồi đấy nha. Bạn bè với nhau mà lại đối xử với nhau như thế, chán không muốn nói luôn. Thì làm sao, ta sắp nghỉ chơi với mày rồi đấy. Đừng gọi nhau hay tiếng bạn bè nữa. Chắc tao càng quá cơ. Đấy, hổ tí là cãi nhau, thế bây giờ có muốn chị hồi sinh cho không? Dạ có, em muốn, chị hồi sinh cho em đi mà. Thế phải ngoan, không được cãi nhau với em chị nữa nghe không? Em biết rồi. Chị cứu em nhanh đi, sao từ nãy giờ chị đi như gù bò vậy? Muốn cứu thì nói ít thôi, cẩn thận chị lại không cứu nhóc nữa bây giờ. Dạ, em biết rồi à. Chị, chứ mà có địch kìa, chị bắn nó đi chị ơi. Người em là dễ, chết nha mày. Sao cô tê quá vậy? Thôi, khỏi khen, chị biết chị cô tê mà. Nói nhỏ vậy mà chị cũng nghe tiếng hả? Nghe rõ luôn đấy chứ.
nhóc con làm gì mà đứng đây vậy? Chắc là bị ganh rồi chứ gì? Chơi game mà bị mama ganh là dở rồi. Đây, chỉ cho nhóc ít đồ này, chứ chơi game mà gà quá, ai rảnh đâu mà cứu hoài được. Ủa, có gì đó sai sai, đang AFK mà vẫn lút được đồ hả? Chị đúng là đầu ngốc, mới lười xíu đã tin rồi. Non ơi là non. Thằng nhóc này khá phết nhở, dám lừa cả chị đây cơ à. Tự dưng không phải đi lút đồ mà cũng có đồ, ngon quá trời luôn. Được lắm, nhóc cứ đợi đấy. Em mới đang xem chị làm cái gì em nè, không quá trời luôn á. Ba, tức thế nhỉ, lấn đầu rồi mà vẫn bị thằng nhóc nó lừa, chán ghê. Thằng địch kia bắn ghê hay nhỉ? Hay. Bắn gà thì nhận đi, về đặt đổi cho địch là bắn ghê. Thế thì thằng địch nó bắn hơn vào đầu em nên em mới chết. Thằng nhóc này giỏi cái nhỉ? Hay, đứng ngoan thế nào, ai ngờ. Ủa mà khoan, sao từ nãy giờ không thấy em gái mình nói gì nhỉ? Alo Linh ơi, đâu rồi? Nghe thấy chị nói gì không? Alo. Kệ nó đi chị, nó không bảo quyết càng tốt, đỡ phải đi tài. Hay, có khi nào game bị lỗi mất mic không ta? Chắc là vậy rồi, chứ mọi khi mình gọi là nó thưa ngay mà. May quá, bò đang hồn, tự dưng có chiếc xe ở đây. Ê, trả xe đây, xe của người ta mà chạy lại lấy như xe của mình ý nhở? Thì em hay không ai, nên là em lấy đi thôi. Nhưng mà đây là xe của chị mà, trả cho chị đi. Em không trả đấy, liều liều. Rồi xong luôn, chết luôn rồi nè. Không sao, có em ở đây rồi mà, mấy con boss em căng như phút chốc. Rồi, cứ ở đó mà gáy đi, tí chết chị đây cười vào mặt. Đấy, nó có sai đâu, chết luôn rồi kìa. Ê mày, hồi sinh cho chị em tao đi. Thôi, sắp xong trận rồi, hồi sinh làm cái gì, bắn luôn đi. Ủa mà, sao nãy giờ em gái chị không nói gì vậy, được hay là dặn dỗ rồi. Hay, chị cũng không biết nữa. Có khi nào chị em mình mãi nói chuyện với nhau, bơ nó lên là nó dặn không ta. Ừ ha, chị cũng nghĩ vậy. Thôi xong, mắc cái tới một rồi, chán ghê. Mày dặn tao cái gì thì cứ nói, đừng có im lặng như thế chứ. Có khi nào hai đứa chúng nó có tình cảm với nhau, tự dưng mình chen chân vào nên nó buồn không ta? Chắc chắn là vậy rồi, mình nghĩ là mình nên chơi một mình để không ảnh hưởng đến hai đứa nó. Rõ ràng là có nghe thấy mến mà không hiểu trả lời tao, mày bị làm sao vậy? Thôi hai đứa chơi với nhau đi nha, chị ơi đây, bye bye. Mình phải tránh xa cái thằng nhóc đó ra, chứ không em gái mình nó lại hiểu nhầm thì toang luôn đó. Hay, giờ mình chơi cái gì được ta, chắc là đi gấp ngôn nhiên tiếp cho đỡ chán vậy. Hey Solo, hey Lily, chị em mình lại gặp nhau nữa rồi. Ủa nhóc, chơi bơi đây kiểu gì vậy? Chị nhớ là chị thoát nhóm rồi mà. Thế mới đẳng cấp. Đùa thôi, em biết chị đi ghép nên em cũng đi ghép, ai ngờ gặp được chị luôn. Cũng trùng hợp ghê ha. À đó, nhắc thì quên, mình phải tránh xa cái thằng nhóc này ra mà. Chị quên, sao nãy chị ao nhóm hả? Chị không muốn chơi với em thì cứ nói một câu. Ừ đúng rồi, chị muốn chơi một mình. Ủa, chị đang nói đùa em đúng không? Em biết mà. Rảnh đâu mà đùa nhóc cơ chứ, mà sao nhóc không chơi game với em gái chị à? Ôi giời, kệ nó đi, giờ em chỉ muốn chơi với chị thôi. Em làm như vậy không sợ em gái chị buồn hả? Thôi ông ra chơi với nó đi. Em chịu đấy, cái tính của nó hơi thế là giỏi, chẳng hiểu cái gì. Em cứ thế gì đó ơi, qua đây cứu anh với anh Nốc rồi nè. Ok anh ơi, để em chút, em qua cứu anh liền nè. Gì đấy chị quên, kia là ai vậy? Là người yêu tương lai của anh đó em trai à. Ai anh em với mày hả? Đúng là thằng điên, chị quên, chị nói đi, có phải như ta nói không ạ? À đúng rồi, anh ấy là người yêu tương lai của chị đấy, em thấy có ok không? Không, em không tin, chị lừa em chứ vậy. Em ơi chạy cẩn thận đó, trước mặt em có địch kìa. Em biết rồi nè. Ơ kìa, ai cho mày quan tâm chị tao hả? Chị tao mới được quan tâm thôi. Ý tuổi danh con mà đòi dành với anh đây á, lo mà học đi nhóc ơi. Đấy, tại mày nói lắm quá nên chị Quỳnh nóc rồi kìa. Chị Quỳnh ơi, đợi em một chút, em qua cứu chị. Ai cho nhóc động vào người yêu tương lai của anh hả? Để anh cứu Quỳnh nghe không? Sao tao phải nghe lời mày? Mày mới là cái thằng phải tránh xa ra mới đúng. Ơ cái thằng nhóc này láo nhỏ. Tao quen láo quen rồi. Nè nhóc, sao nhóc lại nói chuyện với người yêu tương lai của chị như thế hả? Anh ấy lớn tuổi hơn em đó. Ai kêu anh đấy, cướp chị của em. Chị bảo anh đấy, tránh xa ra đi chị. Em không thích như vậy đâu. Mệt mỏi với cái thằng nhóc này ghê. Hey. Cậu ơi, nãy mình nghe cậu với nhóc kia nói chuyện, có phải cậu đang muốn thằng nhóc đó tránh xa cậu ra đúng không? Đúng rồi cậu, nhưng mà khó quá à. Mình sẽ giúp cậu, nhưng mà mình thấy thằng nhóc đó hình như thích cậu thì phải. Không, không có chuyện đó đâu, mình nghĩ nó chỉ quý mình, xem mình như chị gái của nó thôi. Thằng kia, mày làm gì chị tao đấy, tránh xa ra coi. Đó, cậu thấy không? Nếu như nó xem cậu là chị gái thì nó sẽ không cư xử như vậy đâu. Mày thì hàm cái gì đó, mày đang nói xấu ta thằng kia. Đã ai nói gì đâu, có cần phải căng như vậy không ạ? Mày nên nhớ, mày là người tương lai của chị Quỳnh, chứ đâu có phải là người của chị Quỳnh đâu, nên là tao vẫn còn cơ hội. Ý của nhóc là đang thích chị Quỳnh hả, đúng không? Ừ thì đúng rồi, chị Quỳnh nhất định phải là của tao, nên là mày biết điều, tránh xa ra đi. Quỳnh, cậu nghe thấy gì chưa? Thằng nhóc này thích cậu thật kìa. Không thể như thế được, nó nhỏ tuổi hơn mình mà, chắc là nó đang đùa thôi. Nhỏ tuổi hơn thì đã làm sao? Thời buổi này mấy bọn trẻ con manh động lắm, lái máy bay suốt à. Giờ mình phải làm sao đây, khó xử quá à. Nếu mà cậu thích nó thì cứ tiến tới thôi, thời buổi này không quan trọng tuổi tác đâu. Cậu đang nói gì vậy, mình không thích yêu mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình đâu. Với cả em gái mình với nhóc đó là bạn thân của nhau, cậu hiểu ý mình chứ? Vậy, bạn thân của nhau luôn á, có khi nào đang thích nhau không? Mình cũng không biết nữa, nếu mà như thế thật thì toang luôn đó. Khó nhỉ, mình chưa gặp cái trường hợp nào như này luôn ấy. Ờ kì chị, qua đây phụ em đi, địch nó bắn chết em luôn rồi.
Rồi rồi, đợi tí qua liền. Mà chị nè, em không thích chị nói chuyện với cái anh đó đâu. Không thích là việc của em, chị liên quan gì đến chị? Sao tự dưng chị lại phủ với em vậy? Chị có biết làm như vậy làm buồn lắm không hả? Hey, khó xử ghê luôn á, mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào luôn. Này nhóc, tuổi còn nhỏ lo học đi, đừng có làm phiền chị Quỳnh nữa, chị ấy không thích đâu. Mày không biết gì thì đừng có nói, tốt nhất là mày im cái mồm lại. Anh biết là nhóc có tình cảm với chị Quỳnh nhưng mà chị Quỳnh không có tình cảm với nhóc đâu. Chỉ cần chị Quỳnh chơi game với tao mỗi ngày là tao vui rồi. Việc chị đấy có tình cảm hay không thì thời gian mới chứng minh được. Ồ vậy hả? Nhưng mà chị Quỳnh cũng không muốn chơi game nói chuyện với nhóc đâu. Mày biết gì mày nói hả? Tốt nhất là im cái mồm lại. Gì đấy, là chị nhóc cái gì đấy? Cái thằng kia nó cứ nói linh tinh thôi chị ạ. À. Đúng là nhìn thôi đã không ưa rồi. Cậu ơi, thằng mày nó có nói gì thì cậu đừng có quan tâm nha. Mình hiểu mà, nhưng mà giờ mình không còn cách nào để giúp cậu luôn ấy. Không có gì đâu cậu, dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều nha. Chuyện còn lại cứ để mình giải quyết nốt. À rồi, không có gì đâu cậu ạ. Chuyện này là sao? Em chưa hiểu chị Quỳnh ơi. Hay, giờ em sẽ biết. Có phải từ nãy giờ chị với anh kia lừa em đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Tại sao chị phải làm như vậy hả? Chị Quỳnh, chị nói đi, tại sao chứ? Không biết bây giờ mình phải làm gì để nó không còn bám theo mình nữa nhỉ? Chứ cứ như thế này mãi cũng không ổn. Đấy, vừa nhắc cái, không biết xin mà làm cái gì nữa. Chị Quỳnh, chị giải thích đi, vì sao chị lại phải làm vậy? Có phải chị ghét em nên không muốn chơi với em thì cứ nói ạ. Ý chị không phải như thế đâu em. Thế ý chị là gì thì chị phải nói cho em biết chứ. Thì em biết rồi đó, em gái chị với em là bạn thân của nhau đúng không? Dạ đúng rồi, như vậy thì có làm sao đâu chị. Thì chị thấy hai đứa khá là đẹp đôi á, nên là... Thôi chị ơi, em không có thích em gái chị đâu, và nó cũng thế, nó có crush rồi mà chị. Cái gì cơ? Nó có crush rồi á? Thật hay đùa vậy? Thật à, không tin thì chị cứ hỏi mà xem, bọn em chỉ là bạn bè bình thường với nhau thôi. Có phải đây cũng chính là lý do chị không muốn em chơi game chung với chị đúng không? Đúng rồi, chị sợ hai đứa không thích nhau, tự dưng chị lại chen chân vô. Trời ơi, chị suy nghĩ toàn cái gì đâu không á? Mình phải đi hỏi các em gái mình xem có phải nó có crush rồi không mới được. Ui, đúng lúc nó mời mình luôn này. Xin giới thiệu với chị, đây là người yêu của em. Cái gì cơ? Người yêu em luôn hả? Dạ đúng rồi, chị thấy sao ạ? Đẹp trai không? Em chào chị ạ, em là người yêu của em gái chị đó. À ừ, chào em nha, thằng bé cũng ngoan và lễ phép hết nhỉ. Chị quá khen, người yêu em không ngoan thì ai ngoan cơ chứ. Yêu em nhiều lắm luôn nè. Dạ, em cũng yêu anh. Ơ, cô Lộc xin vào nè, để chị cho vào nha. Là cái thằng trẻ trâu đó hả? Nhìn thôi đã thấy ghét rồi. A à, đồ, có người yêu rồi sao? Đẳng cấp quá vậy. Ta mà lại, mày lo mà kiếm người yêu đi, chứ không lại ăn cơm chó của tao đó. Chị Quỳnh, chị thấy chưa? Em đã bảo là với em và Linh không có gì rồi mà. Ơ kìa, sao thế? Chuyện này là sao? Thì chuyện là chị Quỳnh nghĩ tao với mày có tình cảm với nhau đó. Xong rồi chị Quỳnh còn định không chơi cùng với tao nữa cơ. Ôi vãi chị tôi, làm gì có chuyện đó được. Giờ em cũng có người yêu rồi đó. Và em cũng chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Em với Linh cũng tìm hiểu nhau cũng lâu rồi mới quyết định tiến tới làm người yêu nhau đó. Chị biết rồi, nhìn hai đứa hạnh phúc chị vui lắm. Anh yêu à, từ giờ anh đi đâu làm gì cũng phải thông báo với em một tiếng đấy nhá. Tuân lệnh ạ. À. Chị có thấy cái mà em đang thấy không? Thế nhóc có nghe thế cái mà chị đang nghe không? Cơm chó. Anh ơi, tự dưng em thèm trà sữa quá à, thì anh mua cho em nhá. Rồi, anh biết rồi, xíu nữa chơi trong trận game này, anh đi mua cho bé nhá. Dạ vâng, đúng là chỉ có người yêu em, thương em nhất thôi. Nè, ở đây có chị với Lộc đây nha, hai đứa bắt phát cơm chó miễn phí lại. Ai kêu chị không kiếm người yêu, giờ ăn cơm chó của em cũng đáng thôi, kêu cái gì nữa trời. Giờ biết kiếm người yêu ở đâu nhỉ? Để em kiếm cho chị nha. Này anh, bạn bè anh có ai giới thiệu cho chị gái em một anh đi. Ôi giời, đơn giản, anh hơi bị nhiều bạn bè luôn, toàn đẹp trai nhà giàu thôi. Ê này, có cần đi, chị Quỳnh của tao gọi, không cần kiếm đâu. Á đù, ghê vậy sao? Nè nhóc, nó cái gì vậy hả? Đừng có bắt nó linh tinh nha. Em nó thật mà, linh tinh gì đâu chứ. Lại cái gì nữa đây? Ngồi chụm đầu giữa đường như vậy, không sợ định bắn hai đứa. Anh ơi, bao giờ chúng ta cưới nhỏ? Em thích cưới lúc nào thì cưới lúc đó thôi, anh đây theo ý em hết. Nè nè, tí thôi mà đã lo chuyện cưới nhau luôn rồi sao? Chị chúng mày luôn đấy. Còn đi học nha mày, tính bỏ học rồi cưới nhau hả? Thì bọn tao cứ tính dần, học xong rồi cưới nhau luôn. Nhìn hai đứa hạnh phúc ghê, ước gì chị cũng được như vậy. Em cũng thế, ước gì em cũng được như vậy. Thế thì lo mà kiếm người yêu đi, đừng đây làm cái gì nữa. Em có crush rồi, nhưng mà em sợ người ấy không thích em. Sao em biết người ta không thích em? Nếu như bây giờ em nói người em thích là chị thì chị sẽ phản ứng như thế nào? Cái này khó lắm nha, chắc là chị sẽ từ chối. Sao lại thế? Nhìn em cô ta như như vậy mà chị nói lòng nào từ chối sao? Thôi đừng nói nữa, chị mới khó xử quá. Chị Quỳnh ơi, em mới phát hiện ra một điều, đó là thằng Phước Lộc nó thích chị. Lại đến lượt mày, tao lao ít thôi. Nhìn Lộc nó thế thôi, chứ Lộc nó to lắm chị à. Chị cứ yêu thử mà xem, không hợp thì bỏ chứ có gì đâu. Đã yêu thì phải yêu cho tử tế, không thể như vậy được, tội người ta lắm. Ê mà này, em thấy chị với cả Lộc cũng xứng đôi phết đấy, yêu nhau luôn đi chị ơi. Chị Quỳnh, lại đây em cho ăn tân giáp nè, lại đây nhanh lên chị. Rồi rồi, chị cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu chị, chỉ cần chị yêu em là được. Em nói cái gì cơ? Nói lại cho chị nghe xem nào. À không, em có nói cái gì đâu chị. Chính ra là cũng cô ta mà nhỉ, tại sao mình không cho em ấy một cơ hội chứ? Chị, để em với, đi gì mà đi nhanh vậy trời.
Em yêu lên xe anh chở đi chơi nè, ngồi yên mới đó nghe không? Dạ vâng chồng yêu. Chị Quỳnh không được ai chở à? Tội nghiệp thế. Nè, bất kể chị mày lại nhá, chị đi không thèm ok? Có thèm cũng không ai chở chị đâu. Má cái con này hư quá rồi đấy. Chị ơi, lên xe em đều đi kiếm định nè chị ơi. Ok luôn nè. Thế bây giờ chị muốn đi đâu, em chở chị đi đó luôn. Đi đâu cũng được, tùy em. Vậy em chở chị vào cho em nhá. Gì mà cô tê vậy? Chị ơi, xong chuyện này bọn em chơi riêng nhá. Chị với Lộc chơi đi nhá. Rồi rồi ok. Chị Quỳnh ơi, em có chuyện muốn nói. À rồi ok, em nói đi, chị nghe nè. Em yêu chị, là bạn gái em nhờ. Thật thấy đùa vậy? Thật mà chị đồng ý đi mà. Thôi được rồi, chị đồng ý. Phải như thế chứ, anh yêu em. Wow, vậy là mọi người đã xem xong hai bộ phim rồi. Còn một bộ phim cuối cùng Quỳnh cho là hay nhất nha mọi người. Cùng đón xem nha. Chuyện là con em gái mình đang thích một thằng bé đẹp trai, cao 1m8, nhà giàu, đã thấy là còn mạnh hay nữa chứ. Nghe đến đấy thôi, chắc hẳn anh cũng mê rồi chứ gì. Chị ơi, kèo này căng lắm đấy, bác phải tử tế vào, không làm gái chị không có người yêu đâu. Xời, dâm ba, thằng bé hôm qua mày kể chứ gì. Mày chỉ cần làm việc nhà, nấu cơm rửa bát trong 3 ngày, là gì chị đây cũng làm được hết á. Chị cứ giúp em thắng kèo này đi, 10 ngày em làm tất cả việc trong nhà cũng được. Nghe vậy sao, đúng là chết bị yêu cầu khác. À mà tạo chưa, chơi mấy ván vậy? 2 ván, mình thắng cả 2 thì mới có cơ hội. Mà bên đó có một anh chim bắn tự chiến, bắn ghê lắm chị ạ. Rồi rồi không nói nhiều nữa, bảo thằng mày thích tặng nhanh lên. Đang tạo rồi chị ơi, ủa mà tí nữa chị bận gì hả? Chị mày bận đi kiếm người yêu chứ sao? À rồi, có phòng rồi, chị ao đi em mời chị. À, bà cô Tê à, tên nghe cũng là yêu phết đây. Chị bắn cho cẩn thận đó nha, chứ em sợ thua lắm á. Xời, chết 70, tuổi gì anh được Quỳnh FF cơ chứ. Chị này chị ghé vừa thôi, thua là em không làm việc nhà giúp chị đâu đó. Thế là mày không tin tưởng chị rồi. Đâu có, em tin chị yêu của em sẽ thắng mà. Yêu ơi, nghe thấy gớm, mày bớt bớt lại dùm tao cái. Chị bắn cái anh kia đi, để em bắn thì yêu tương lai của em. Ok, này thì bà cô Tê với chúng tôi này. Kìa, người yêu tương lai của em công lên kìa, cái người quần trắng đó. Xin nhẹ cái đầu luôn. Ôi, ghét thế nhở. Phun đỏ luôn rồi nhá. Chị gái em bắn đỉnh đó nhờ. Vì tương lai không cần làm gì, chỉ ăn với chơi chứ mày. Người yêu tương lai của em bắn ghê thật á. Em ra là cứ xác định bay đầu. Thôi thôi, chị có thấy mày tập trung vào bắn đâu. Nhìn chị làm một lần duy nhất thôi này. Á đù, chị bắn hay như vậy, thế mà còn mày thèm yêu, phí thế nhở. Mày có im để chị bắn không? Tao lại cho mày thua bây giờ. Ơ kìa chị, em xin lỗi, em nói đùa chút thôi mà. Chứ chị gái em thiếu gì người yêu cơ chứ. Chẳng qua là chị không thích thôi đúng không? Thôi, không phải nên. Ơ kìa chị. Chị cũng đến chịu mày luôn đấy. Bắn gì từ nãy giờ toàn chết không vậy? À chẳng qua là em sợ người yêu em giận nên em mới không bắn thôi. Mày không giận nó thì thôi, lo gì nó giận mày. Thôi chị đừng nói thế. Bắn gà thì nhận đi, bày đặt lên với chị mày hả? Chị nhầm rồi nhá, em bắn hơi bị bờ rồ đó nha. Chị không tin chứ gì, thế trận này chị ở nhà đi, em lên cân 2 cho chị xem. À rồi để xem, hay là lên cái chết luôn là quê lắm đó. Em sẽ chứng minh cho chị thấy em gái của chị không gà tí nào. Đấy, chị mày nói không có sai mà. Sao, thích cái nữa không? Chẳng qua nãy mặt em bị lát thôi, chú em thử sức cân nhé. Thôi thôi, nhìn chị mày bắn đây này, xem màu khỏi. Hết sọt, thắng rồi nha cô nương. 10 điểm nha chị yêu. Ê này, nhớ làm việc nhà trong vòng 10 ngày đó nha. Mới thắng có một ván cho chị à, đừng có vui mừng sớm như thế chứ. Để em mời người yêu tương lai của em vào, xem có gì thay đổi không. Chị gái em bắn gắt đấy, anh trai anh không tin là con gái bắn. Em bắn hay hơn chị em nhiều, vậy mà anh không khen em. Trước giờ anh không định ai bao giờ, nên là anh thấy sao thì anh nói vậy thôi. Anh không thương em, buồn. Kêu ơi, nổi hết cả da gà. Lại được cái chị nữa, chán thiệt chứ. Hello các em nha, bây giờ bên em tạo đúng không nhỉ? Gì vậy, ai nói vậy? Là anh trai em nói á chị. Ui, nghe cái giọng mê xỉu luôn á. Chị ơi, chị nói cái gì vậy, trời ơi là trời. Ê này, có khi chị mày sắp có người yêu rồi đó. Trận trước bên anh tạo rồi, trận này bên em tạo nha. Dạ, chị quên, chị đã tạo đi, em hết thẻ mất rồi. Chị Quỳnh ơi, em nóc rồi, chị cố gánh em đó nha. Ui, là cậu ấy, nhìn mê ghê. Trước mặt chị có định, em tin chị sẽ làm được. Ủa chị, sao chị cứ nhún nhảy là thế nào? Chồng chị đang đứng nhìn chị kìa. À, đau tim quá đi. Trời ơi, chị bắn đi, không thua bây giờ, em xin chị đó. Đúng rồi, anh bắn trúng tim em đi, em thích lắm. Tha cho em, tua kèo này là không có chị em làm việc nhà trong vòng 10 ngày đâu đấy. Mày không làm thì chị làm, chuyện nhảy mà. Chị ơi, chị đứng đó làm cái gì nữa vậy? Chị bắn đi. Ê này mày, chị đang suy nghĩ cái cảm giác ở bên cạnh người yêu nó như thế nào nhỉ? Hai, bất lực thiệt chứ. À, giờ thế này đi, chị bắn thắng trận này, em xin info đấy cho. Cái này được nè, mày nhớ một đấy nha. Thắng hay không phụ thuộc vào chị hết đó. Xin lỗi anh nhiều nha. Ê này mày, chị bắn chồng chị xong chị thấy tội lỗi quá à. Thế chị có muốn nhắn tin trò chuyện với anh ấy mỗi ngày không? Có chứ. Thế thì bắn đi. Úi giời, hay quá.
còn một thôi chị ơi, trước mặt chị đó. Ui giời, sao mình mạnh hay thế nhở? Bảo cô Tê à, vì tương lai của hai đứa mình, em lại phải thắng rồi. Cố lên chị ơi, anh bảo cô Tê gì đó sẽ là của chị. Ôi, xin lỗi trận tương lai nhiều nha. Chặng cuối, cố gắng thắng luôn đi chị. Ây giời, đơn giản chuyện nhỏ. Mày nhớ xin info bảo cô Tê cho chị đó. Anh ơi, em thắng anh 2 trận rồi, vậy là anh phải đồng ý là người yêu em nha. Dạ, thua thì phải chấp nhận chứ sao giờ. Ủa, vậy là yêu nhau luôn rồi hả? Dạ, đúng rồi chị ơi. Còn mỗi chị là ế, không ai thèm yêu thôi. Ai bảo mày thế, chị mày sắp có người yêu rồi đó. Mà này em, bảo anh trai của em đâu, mời vào đây đi. Bảo cô Tê ơi, người yêu là do mình lựa cậu rồi đó. Chị ơi là chị, em ngại dùm chị luôn đấy. Chị ơi, thật ra anh trai em không thích. Cái gì cơ, anh trai em không thích con gái á, tại sao chứ? Thì là anh ấy bị BD đó chị hiểu không? Thôi, có phải hai đứa đang lừa chị đúng không, chị không tin đâu. Thôi mọi người chơi đi, anh đây chơi cùng các anh yêu của anh đây, bye bye. Anh trai em vậy đó, mong chị thông cảm ạ. Không ngờ luôn ý. Chị có ổn không đó? Ổn chứ sao, coi như lần này hơi đen đi. Không biết bao giờ chị mới kiếm được người yêu chị thật lòng nữa. Cái này thì chị phải có cách mới kiếm được. À, hay là giờ chị thử đi ghép ngẫu nhiên đi, mang đồ bình thường thôi. Đúng rồi đấy chị, nhỡ đâu gặp tình yêu sét đánh thì sao? Ui, cái này nghe được này. Thôi hai đứa chúng mày đi ra chơi riêng với nhau đi. Dạ, chúc chị sớm kiếm được người yêu nha. Bye bye chị. Để mình thử xem lời tụi nó có đúng không. Mặc như này chắc là được rồi nhỉ. Giờ thì vào trận thôi nào. Ê chúng mày ơi, qua đây có một bạn nữ mặc đồ hồng của tao luôn nè. Đâu đâu, ở chỗ nào vậy sao tao không thấy nhở? Cái hàng này, mắt mày bị làm sao vậy? Ở gần chỗ tao này. Để em xem nào. Ôi vãi, như thế này mà cô Tê á, nó mặc đồ miễn phí như vậy mà anh cũng khen được. Bạn nữ kia đang chê mình sao? Thấy như nào thì nói như vậy thôi, mặc đồ mặc định thì có làm sao đâu mà phải nói thế. Nhìn cô Tê thật đấy, wow cưng ghê ta. Uệ, nhìn mắt ói. Cậu Quỳnh em ơi, cậu có mít không? Anh lại quan tâm con nhỏ đó rồi, nhìn phèn chết đi được. Cậu ơi, mít lên nói chuyện với bọn mình đi cho đỡ chán. Giờ mình có nên bật mít nói chuyện không nhỉ? Thôi để tí nữa xem sao. Giọng con nhỏ này nó trẻ trâu nên là nó không dám mít đâu anh. Sao em cứ ác ý với người ta vậy? Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi mà, anh phải tin em. Cậu ơi, mít đi mà. Hello các cậu nha. Ui, giọng dễ thương thế nhờ. Nghe mê luôn rồi mày ơi. Giọng nghe dẹo thấy gớm, vậy mà hai anh vẫn khen được. Đâu, mình nói chuyện bình thường mà cậu. Ơi, mình chết rồi, ai có xu không cứu mình với. Em có xu nhưng mà em để dành mua đồ mất rồi. Mình có xu nè, thôi để mình cứu cho. Ui vậy cảm ơn cậu nhiều nha. Ê này Lộc, cậu ấy tốt thật á. Công nhận, tốt học mẹ. Ê con kia, mày đưa xu cho tao nhanh lên để tao mua đồ. Tai mày bị vấn đề à, sao tao nói mày không nghe hả? Xu của mình mà, sao mình lại phải đưa cho bạn? À, con này mày láo. Mày biết tao là ai không hả? Là ai, đừng có thấy cậu ấy hiền quá này cậu ấy đi nha. Coi như lần này mày hên đi, đúng là cái đồ nghèo hèn. Quỳnh ơi lên đây, lòng cho đồ này, nhiều đồ ngon lắm luôn. Cả mình nữa nè Quỳnh ơi, tha hồ mà lút nhá. Cảm ơn hai cậu nhiều nha, hai cậu tốt với mình quá. Sao các anh lại cho đồ con nhỏ đó, mà không cho đồ em là sao? Ơ kìa, đồ này là anh cho Quỳnh mà, em đi ra chỗ khác đi. Sao em phải ra, con nhỏ này cút ra chỗ khác đi, để tao còn lút đồ. Này nhá, sao em cứ phải thái độ vậy hả? Cậu ấy mới chơi game, không biết lút đồ ngon thì tụi anh cho thôi, nên là bớt quá lại nghe con. Em nói thật, nghèo hèn như nó, các anh không nên dính vô. Cứ nghe là dính coi thường mà bị người ta xa lánh hả? Cũng may là gặp được hai cậu này tốt tính. Em thôi đi nhá, giờ với nghèo không quan trọng. Em mà cứ tiếp tục chơi cậu ấy thì đừng hòng được chơi cùng với bọn anh. Nghe rõ chưa hả? Ơ kìa, đừng như thế mà anh. Tao hơi bị cay mày rồi đó, mày cứ đợi đấy. Tôi xin lỗi cậu nha, làm cậu không vừa lòng rồi. Bo sắp hưu rồi, vào bo đi cậu ơi. Mình biết rồi, ủa gì vậy? Hai anh ơi, lại đây mà xem, con nhỏ phè này nó tự bắn thùng dầu tự tử nè. Bạn nói cái gì thế, mình có bắn thùng dầu tự tử đâu, là bạn bắn thùng dầu mình mà. Bắn thùng dầu tự tử xong lại còn đổi cho tao hả mày, không có chuyện đó đâu nha. Vậy là sao hả, thế tóm lại là Quỳnh bắn hay là em bắn? Trước giờ em có nói dối anh bao giờ đâu, anh phải tin em. Thôi kệ đi, giờ mình giải thích cũng chẳng làm được gì. Nhưng mà anh lại tin Quỳnh, cậu ơi để mình xíu nha, mình qua cứu cậu liền. Mày đang bày mưu gì đúng không con kia? Tại sao anh ấy tin mày lại không tin tao? Một lần nữa mà em quá đáng với cậu ấy, đừng có trách bọn anh quá đáng. Quỳnh ơi, cậu không sao chứ? Mình không sao đâu, cảm ơn hai cậu nhiều. Tí nữa cậu nhớ chạy theo tụi mình nha, mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu bơm máu vào đi, xong chúng ta cùng chạy vào bo nào. Hai anh quan tâm nó như vậy, biết em đau lòng lắm không hả? Trên này có địch đây này, sao hai anh cứ đứng ở cạnh con nhỏ đó làm gì? Hai cậu lên bắn đi, đừng chạy theo mình nữa. Ok luôn nè Quỳnh ơi, để lão lên bắn. Ôi trời ơi, sao địch kia bắn ghê thế? Đương nhiên là ghê rồi, ai như mày bắn như con bot. Nè, đây có cõi ở đây, giữ hơi diện cho tao xíu coi. Mẹ chết tiệt, nâu luôn rồi, cậu ơi, cứu mình với. Giờ ok, mình khắc cứu cậu. Tao thừa cái quần nè, Lộc lấy vào đội vào đi chứ quê quá. Mày mà vào đi, cứ dẫn hoài. Con kia, ai cho mày cứu anh ấy hả? Chỉ có tao mới cứu được thôi, mày hiểu không? Hey, bạn này đã không thích mình rồi, tốt nhất là mình nên để hai cậu kia ra, chứ không lại đem phiền phức tới lại khổ.
Quỳnh ơi, trên đó địch đông lắm, cậu chạy cho con Hằng đấy nha. Đợi tụi mình lên phụ cậu nha. Thôi không cần đâu, mình tự bắn được mà, hai cậu cứ ở đó đi. Hai anh nghe thấy gì chưa? Nó đuổi xéo hai anh đó, nên là cứ chạy theo em đi. Ý cậu ấy không phải như thế, đừng có mà suy nghĩ lên tên. Ơ kìa, sao không một ai tin lời em nói vậy? Con nghèo phèn kia, nhìn tao gánh tim đây này. Chứ gà như mày thì không đủ đẳng cấp để chơi game với tao đâu. Rồi rồi, để mình xem bạn bắn như thế nào. Nhưng mà nãy là do cô ấy cứu anh nên mới chết mà, chứ không phải cô ấy bắn gà đâu. Nãy thế cậu ấy bắn hơi bị đỉnh cao đấy, đừng có mà coi thường. Hai anh bênh nói ít thôi, nhìn em thể hiện nè, nó không tuổi gì bằng em luôn. Nhìn bạn này cũng giàu phết nhỉ, nhưng tính cách thì không thể gương nổi luôn. Thằng địch kia, sao mày cứ núp thế nhở? Sợ thì nói một câu đi. Rồi xong, mất top 1. Ôi giời, tưởng thế nào. Chẳng qua mạng em lát thôi, chứ em thừa sức giết nó nhá. Ơ, là cái cậu vừa nãy mời mình nè, giờ mình có nên vào không nhỉ? Thôi thì cứ thử vào xem sao. Ủa, bọn anh mời con nhỏ phèn này vào đây làm gì? Em không thích nó đâu. Không thích thì em ra chỗ khác mà chờ đi, ai bắt em ở trong này đâu. Mình vẫn đang thắc mắc, bạn nữ ấy có mối quan hệ gì với hai bạn nam này nhỉ? Hay, thôi kệ đi, quan tâm là cái gì? Ê này, mày không nghe thấy à con kia? Cút. Ok, sao lại nói như thế? Người cút là cô mới đúng á. Em xin lỗi, em nói nhầm. Thôi để mình ra, mọi người chơi đi nha, bye bye mọi người. Mời mình làm cái gì nữa vậy? Con kia, tao yêu cầu mày tránh xa hai anh kia của tao ra, nghe không? Mình biết rồi, nên mình cũng tự giác tránh xa rồi mà, có làm gì quá đáng đâu. Tao nói luôn, tao chỉ thích chơi team 3 nam 1 nữ thôi. Nên là mày khôn hồn thì xóa kết bạn với hai người luôn đi. Và hứa với tao không bao giờ được chơi game cùng hai người nữa, nhanh lên. Bạn là gì của hai cậu ấy mà bắt tôi phải làm theo bạn vậy? Mày hỏi nhiều thế nhở? Thế bây giờ mày có nghe lời tao nói không? Thôi được rồi, để tí nữa mình phải kết bạn. Tốt lắm, còn giờ mày cút đi, đồ nghèo hèn. Người gì đâu, ăn nói thì lịch sự vậy trời. Đi thì lòng người khác như vậy là đủ rồi. Giờ mình phải trở về bộ dạng như mọi khi thôi. Giờ chơi cái gì được nhở? Chẳng nhẽ giờ lại đi các môn nhiên tiếp sao? Lại có việc gì nữa đây? Sao nãy giờ lắm người mới thế nhở? Thưa chị, em có chuyện quan trọng muốn báo cho chị biết. Sao thế, có chuyện gì vậy? Dạ thưa chị, ông chủ dặn đưa người đến cho chị xem mắt. Ủa, gì cơ, chị chưa hiểu cho lắm. Thì chị cũng lớn tuổi rồi, vậy mà chưa có người yêu. Nên ông chủ kiếm người yêu dùng chị luôn á. Đâu, người đó đâu? Dạ đây nè chị. Thế là cậu nha. Ủa sao lại là cậu? Cậu là Quỳnh đúng không? Đúng rồi, là Quỳnh nè. Ê này em, đây chính là cái người bố chị bảo xem mắt đây sao? Chính xác chị ơi, nghe nói anh này ngoan ngoãn, lịch sự, bố chị yêu ngắm luôn. Nghe vậy sao? Không còn chuyện gì nữa thì em đi ra đi, để chị nói chuyện riêng với cậu ấy. Dạ thưa chị, vậy em xin phép ra nha. Trùng hợp vật đấy, nãy đi ghép gặp cậu, sao không giờ lại gặp tiếp? Nãy giờ mình vẫn đang thắc mắc, cái bạn nữ vừa nãy là gì của cậu vậy? À, không là gì hết á cậu, tại bữa đi ghép gặp, xong cái đòi chơi cùng với tụi mình. À, thì ra là vậy, là mình cứ tưởng. Nè, cậu đừng có mà suy nghĩ lên tên nha, mà cậu ơi, ra chơi game với mình đi. Ok thôi. Giờ chơi sinh tồn hay tử chiến, cậu chọn đi. Sinh tồn đi cậu. Ơ kìa cậu, lương hết nhờ. Mình bảo chơi sinh tồn tem 2, tự dưng cậu leo vào tử chiến. Mình hỏi cho vui thôi mà, chứ mình thích chơi tử chiến hơn. Chơi tử chiến đông người, chơi bộ bàn ra. Chơi sinh tồn tem 2, tâm sự cho thoải mái. Thôi, lắm chuyện quá ông ơi. Ơ kìa, chẳng chịu người ta gì cả. Lớn rồi, cứ đợi người ta chiều chuộng như con nít hả? Thì mình vẫn còn nhỏ mà, lớn đâu mà lớn. Ủa, thế sinh năm bao nhiêu vậy? Mình sinh năm 2K6 nha. Ôi vai, vì là nhỏ tuổi hơn mình rồi. Thật hả? Vậy cậu sinh năm 2K5 nha, gọi chị là vừa nhá. Gọi chị hả? Chị nhỏ ấy mà. Không hiểu sao, bố lại tìm cho mình cái đứa nhỏ tuổi hơn mình nhỉ? Khó hiểu ghê. Nhỏ hơn một tuổi thì có sao đâu bà chị già. Em nghĩ có khi đây là cái duyên đó. Duyên cái con khỉ. Nè, bố chị với bố em, hứa với bố em là gả chị cho em rồi đó. Nhưng mà chị đã đồng ý đâu. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Còn lâu cứ ở đó mà mơ đi nhắc con. Không chịu đâu. Em thích chị từ lúc đi ghép bao nhiêu rồi. Thì kệ em chứ sao. Chị phụ em thế, giỏi chị luôn. Ơ kìa, người ta giỏi là không giỏi. Chị không hư em chứ về. Lắm chuyện quá, để im để chị bắn xem nào. Chị mà hư em mách bố chị có tin không hả? Mách đi, chắc chị mày sợ quá cơ. À, chị chắc chưa? Chưa, thôi đừng mách, chị không hư nữa được chưa? Đấy, phải ngoài như thế em mới hư chứ. Thấy gớm. Chị nói cái gì vậy? Đâu, chị nói cái gì đâu. Chị ơi, em cho chị máu nè, chị lấy mà dùng đi. Thôi em dùng đi, chị có 6 bình rồi, dùng theo hồ luôn. Chị chơi em không hề lấy hả? Không phải, chị đủ máu để dùng rồi nên là em cầm đi. Em có lòng tốt như vậy mà chị lại không đón nhận, buồn quá đi mất thôi. Mệt mỏi với thằng nhóc này ghê. À, cứu trước mặt của mình, không ai được cái của chị nhắc hay không? Ơ kìa, bắn như thế mà vẫn chưa chết nhỉ, lỗi đam hả? Chị bắn không chết thì đem bắn chết cho. Ơ này, sao lại cái ép, đúng là cái đồ đáng ghét.
Em đang yêu mà, có đang ghét chỗ nào đâu. Tránh xa người ta ra. Em lỡ tay cái của chị không à. Em xin lỗi, chị đừng có giận em nữa có được không? Đã bảo tránh xa ra cơ mà. Bám hoài mệt mỏi ghê. Em biết lỗi rồi, chị đừng giận em nữa, em xin chị đó. Thấy cũng tội. Thôi được rồi, lần sau mày không được ghét của chị nghe không? Dạ chị, em biết rồi. Đó nhé, tí thì quên. Vừa mình có hứa với bạn nữ kia là sẽ tránh xa phước lộc mà nhỉ. Chị ơi, ao ga chơi sinh tồn với em đi. Em hết chơi sinh tồn. Thôi, chơi nước trận từ chiến này đi. Nhưng mà em không hết, em xin chị đó. Đi mà chị ơi. Đến khổ với cái thằng nhóc này ghê. Thôi được rồi, đi ra đi để chơi. Chị ơi, nay chị ăn gì mà dễ hương vậy? Thôi, không phải định chị mày. Ok, em nói thật mà, không định tới gì luôn á. Chị ơi, chị hãy chơi thêm hai như thế này, vui không? Ok, sao em hỏi chị lại không trả lời em, trả lời em đi mà. Ừ, vui, vui lắm em ơi. Ok, sao chị lại bắt không dầu em là thế nào, cứu em mau lên. Không cứu đây. Buồn quá. Ủa, nãy em nói là vui mà, sao giờ lại buồn luôn rồi? Không đùa nữa, cứu em đi, không chết bây giờ, cứu em hết bố là chị bắt nạt em nhé. Thôi đừng, để chị cứu. Thế thì cứu em, nhìn cái tay lên. Dám quá cả chị, bắt đầu lại hư rồi nha. Dạ không, em nhầm, em xin lỗi. Chị ơi, cái con bé vừa nãy chị cùng chúng mình nó hẹn gọi em nè. Thế giờ sao? Hay là đi ra xem nó bao gì đi chị. Ok, vậy thoát đúng không? Dạ đúng rồi, thoát đi chị. Em ơi, hay chị ợp nhá. Ok, chị ợp thì em chơi với ai? Thì chơi với cái bạn nữ bữa đó cũng được mà. Không, em chỉ muốn chơi với chị thôi. Hello anh Lộc của em nha. Ủa, sao lại là cô? Sao đồ giàu thế? Bữa tôi thấy cô mang đồ nghèo cơ mà. Chị ấy giao bót thôi, chị ấy là tiểu thư họ Trần đó. Không thể nào như thế được. Tiền này không tùy cô. Con kia, mày thay đồ khác anh Lộc của tao đi. Ai cho mày mặc đồ giống hả? Em nói cái gì thế? Đây là chị Quỳnh, người yêu tương lai của anh đó. Ủa, cái gì? Sao lại là người yêu tương lai? Anh đang đùa em đấy à? Gánh đâu mà đùa, bố anh với bố chị ấy hứa hẹn kết hôn gia với nhau rồi. Có khi là hứa hẹn công việc thôi, chắc gì đã đến được với nhau. Em thay đồ khác đi. Không, em muốn mặc đồ đôi với anh cơ. Nhưng mà... Không sao đâu, cứ cho cô ta mang cùng cũng được. Vô game đi, bà già ế. Này bơ, em không được nói như vậy. Em nói nhầm, em xin lỗi chị Quỳnh FF ạ. Sao tự dưng là không chạy lại gần chỗ mình nhỉ? Anh ơi, xíu nữa anh nhớ bảo vệ em nhá. Anh bảo vệ cả hai. Thôi, chị mày bà đồ không cần bảo vệ đâu. Bắn thì gà lại còn da rẻ, thật là nực cười mà. Nào, nói cái gì đó. Dạ, em có nói gì đâu ạ. Anh ơi, có địch kìa, nó bắn em đau quá. Để anh bắn nó chết rồi em ơi. Ôi, chị Quỳnh ơi, cẩn thận. Chị bắn đốc nó rồi, không sao đâu. Hay quá chị ơi, đúng là người yêu em có khác. Nè, lại linh tinh rồi, ai là người yêu của nhóc cơ chứ. Anh nghe thấy gì chưa, nó chê anh đó, anh tránh xa nó ra đi. Thôi nào, chị của anh thì em đừng chê mờ vào. Em chỉ muốn khuyên anh thôi mà, chứ có ý xấu gì đâu ạ. Anh ơi, qua đây em cho anh đồ này, nhiều đồ ngon lắm luôn. Trước giờ không ai cho anh đồ đúng không? Anh cứ lấy đi ạ, không phải ngại gì hết. Thì nếu mà cho anh thì anh cảm ơn nha. Dạ, anh thấy em tốt chưa? Ai như con kia không cho anh xíu đồ nào luôn. Tại sao Lộc lại lấy đồ của cô ta chứ? Buồn ghê. Chị Quỳnh ơi, đứng lại em cho cái này nè. Hả? Cho cái gì thế? Em cho chị đồ nè, nãy em có nhiều đồ lắm luôn. Thôi, chị có đủ đồ rồi mà, nên là em giữ mà dùng đi. Chị không lấy là em buồn đó, lấy đi mà. Thôi được rồi, chị lấy. Con kia, mày cấm được lấy, đồ này là đồ của tao cho Phước Lộc mà. Phước Lộc, em cho anh đồ để gánh em, tại sao anh lại cho nó? Thì em cho anh đồ, anh muốn cho ai là việc của anh. Đấy, mình biết ngay cô ta sẽ nói mình mà. Không sao đâu chị ơi, có em ở đây rồi. Ê con kia, mày đưa máu hết đây nhanh lên. Ủa sao phải đưa nhỉ? Tao nói thì nghe đi, mày nên nhớ nãy Phước Lộc cho mày đồ là đồ của tao đó. Đây lấy đi, tôi đưa hết máu cho cô rồi đấy. Nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Mày cứ đợi đấy, xem tao xử mày đây này. Cô tính làm gì hả? Anh ơi, cái chị kia bắt em đưa hết đồ cho chị đấy. Chị Quỳnh, nãy em cho chị nhiều đồ như thế rồi, sao chị lại đòi đồ mấy là thế nào? Tại sao lại tin lời cô ta cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi mà. Giờ em không có đồ gì luôn ạ. Thôi nào, không sao, xét đây nhiều đồ nè, em lướt đi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Anh ơi, nhưng mà em không có máu. Em lại xin chị Quỳnh đi, anh đang ở xa quá. Ê này con kia, mày có bình máu nào không? Đưa nó cho tao nhanh lên. Ủa, nãy tôi đưa cho cô hết máu rồi còn gì, có con bình nào đâu. Anh ơi, em xin chị ta không những không cho em, lại còn chửi em nữa anh ạ. Nè cô, sao cô quá đáng vậy? Rõ ràng là nãy cô lấy hết máu của tôi, vậy mà giờ lại nói thế. Chị Quỳnh, em không ngờ chị lại như thế á. Cô mở bình máu mà chị cũng không cho. Nhưng mà cái gì? Nếu như vừa nãy không phải chị lấy hết đồ của tôi thì tôi cũng không thèm xin lại chị đâu. Em thật sự thất vọng về chị. Chuyện không phải như em nghĩ đâu, em đừng hiểu lầm chị. Đây, anh cho em máu rồi bỏ vào đi, cần gì thì cứ bảo anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều, chỉ có anh mới tốt với em thôi. Tại sao Lộc lại không tin mình? Có phải mình quá xem thường cô ta rồi không? Quả thật cô ta có rất nhiều mưu kế, mình không thể để như vậy mãi được. Ủa, sao Phước Lộc lại đứng ở đây rồi, mất mạng hay gì? Để ít đồ ở đây, tí em bảo em lút vậy.
Ê con kia, ai cho mày lại gần phước lộc của tao hả? Tránh xa nhanh nha còn kịp. Phước lộc nào là phước lộc của cô, bắt đầu tưởng đi. Ờ, ai để đồ ở đây cho mình thế, toàn đồ ngon không này? Dạ, em chưa ai, nãy giờ em đứng đây canh anh đó, anh biết không? Wow, sao em tốt quá vậy, cảm ơn em nha. Ơ này, đồ đấy là đồ của chị cho em mà. Anh xem kìa, chị ta không làm mà đòi giành công của em, đúng là xấu tính ghê. Giờ biết tên ai đây? Chị ta ở tít mấy đằng kia thì cho anh đồ kiểu gì ạ? Em nói cũng đúng vậy. Dạ, sự thật là vậy mà anh. Ủa, chị còn chạy lại đây làm gì? Ra chỗ khác mà chơi đi. Cô đừng có mà lên mặt với tôi. Chị tính làm gì em đó hả? Anh ơi, tự dưng chị ta dọa em sợ. Không sao đâu em, chị ấy không làm gì em đâu. Có anh ở đây rồi mà. Vậy thì em theo cô ta luôn đi, chị không còn gì để nói nữa. Chị. Anh ơi, kệ chị ta đi, rõ ràng chị ta làm sai mà. Chị không muốn nói luôn. Thấy sao hả bà chị già? Tao bảo tao sẽ làm cho Phước Lộc ghét mày mà. Cô làm như thế để được gì hả? Mày giả ngu à? Tao làm như vậy để tao cướp Phước Lộc của mày đấy, chứ sao? Nhà Phước Lộc vừa có quyền vừa có thế, vào đấy chỉ có sung sướng thôi. Mục đích cô yêu Lộc chỉ là vì vậy thôi hả? Chứ sao nữa, nghe là khôn hồn thì tránh ra Phước Lộc của tao ra nghe chưa? Người mà phải tránh xa là cô mày đúng. Mày còn già mồm được hả? Mày muốn chết không con kia? Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với cô, cái gì của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Còn của người khác, cố giành cũng không được đâu. Lại còn đạo lý, thật là nực cười mà. Tao sẽ giành lại anh ấy, mày cứ chống mắt lên mà xem nè. Được thôi, vậy cô cứ làm đi, tôi sẽ chờ. Đến lúc tao giành lại được rồi thì đừng ở đó mà khóc nha mày. Ừ rồi, để xem. Anh ơi, em sợ chị ta làm hại em lắm, em không dám chơi với chị ta nữa đâu. Thôi em đi ra đây. Chị thấy chưa, em không hiểu chị làm cái gì, là em nói sợ để nó không dám chơi chung nữa kìa. Chị hỏi thật, em không tin chị hả? Em vẫn tin chị, nhưng mà em mong chị lớn, chị biết suy nghĩ rồi, đừng có đối xử đứa bạn em như vậy. Em bảo tin nhưng lại... Có phải em hơi quá lời đúng không? Nhưng mà thôi em xin lỗi, chị vẫn là nhớ trong lòng em. Em đang làm chị buồn đấy. Em xin lỗi mà, thôi bỏ qua cho nhau chị này nha chị. Rồi rồi, thôi em chưa đi nha, chị ra ngoài một chút. Dạ chị, lúc nào chơi thì mời em nha, em đợi chị. Sao mình cứ cảm thấy Lộc vẫn còn trẻ con sao ấy? Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ mình sẽ yêu một người trưởng thành, vậy mà giờ lại dính vô thằng nhỏ này. Ủa, cô ta lại mời làm cái gì tiếp đây? Đây này anh ơi, cái con mà em kể anh này. Gì đây, mời tôi vào đây có chuyện gì? Nhìn cũng giàu phết, nhưng lại mặt dày như vậy sao? Anh nói đúng rồi đấy. À mà em nghĩ cách ta để anh xử nó rồi anh ơi. Các người tính làm gì tôi hả? Thôi tôi không thích nói chuyện với các người nữa, tôi đi ra đây. Ê này khoan đã, làm gì mà căng, mày sợ tao rồi à? Sao tôi phải sợ cô nhỉ? Vậy thì đứng im đây để tao xem nào, đợi tao một chút. Anh Lộc ơi, có chị yêu của anh kìa. Chuyện này là sao hả? Quỳnh ơi, ra chơi team 2 với anh đi, lâu rồi không chơi team 2 với em. Các người tính gài tôi à? Cái thằng mà em bảo nhà nó giàu nên em mới theo nó đây à Quỳnh? Hả? Tôi quen cậu hồi nào mà cậu nói như vậy? Chuyện này là sao? Chị hết đi. Lộc à, mọi chuyện không phải như vậy đâu, hai người kia nó đang hại chị đó. Anh ơi, đừng có tin chị ta, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi cơ mà. Em hắc vọng về chị. Tại sao chứ? Em ơi, anh yêu em nhiều lắm. Tôi không quen biết cậu nên là cậu tránh xa tôi ra đi, đừng có mà bán cho tôi nữa. Hay em bị làm sao vậy? Mỗi khi em còn nói anh như thế đâu. Đấy, anh thấy chưa? Em đã nói ngay từ đầu rồi, chị ta không phải người tốt. Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra sự thật. Cô đúng là loại đàn bà nham hiểm mà. Tôi nói nãy giờ không nghe à? Ra chỗ khác đi. Anh Lộc ơi, anh không sao chứ? Chỉ là anh hơi sốc thôi, không ngờ rằng chị ấy lại đối xử anh như vậy. Thôi nào em thương, không có chị ta thì vẫn còn em ở bên cạnh anh mà. Giờ mình phải làm sao để chứng minh cho Lộc biết mình không phải là người như vậy đây? Quỳnh ơi, em sẽ cẩn thận nói nha, để anh gánh em. Từ trước tới giờ tôi có cần ai gánh đâu. Cậu đừng có hại tôi nữa được không hả? Em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Làm tốt lắm, cứ như vậy mà phát huy cái kết cho những kẻ dám khinh thường tao. Anh ơi, thôi ở đây làm gì nữa, ra chơi tâm sự với em đi. Đau lòng quá. Mày thấy chưa, ngu thì chết thôi. Đừng có mà khóc lóc ra vẻ tội nghiệp. Tao ra chơi với anh Phước Lộc đây, hẹn không gặp lại mày nha. Tại sao vậy? Sao các người lại làm vậy với tôi? Còn cậu nữa, tôi với cậu không quen không biết. Cậu chưa biết ra đầu đuôi câu chuyện mà nghe lời cô ta hại tôi là sao? Thấy cũng tội nên thôi công kệ. Tốt nhất chị đừng có động vào em ấy ok. Tự dưng con em gái mình nó xin vào có chuyện gì nhở? Để mình thử cho bà xem sao. Em chào chị, có chuyện gì mà chị đứng trong nhóm từ nãy giờ vậy? Em chào chị ạ. Ủa, sao em lại ở đây? Chị còn chưa giới thiệu em cho chị Quỳnh biết mà. Người quen em hả? À, xin giới thiệu với chị, đây là người giúp việc mới của gia đình mình. Đây là chị cả của gia đình chị. Tiền chị đưa em mua ạc chính là tiền của chị Quỳnh giúp em đấy. Hóa ra chị là người giúp đỡ em. Em đúng là có mắt như mù mà. Chị có thể tha thứ cho em được không ạ? Ủa, có chuyện gì sao? À, không có gì đâu, em ra trước đi. Chị đang có việc cần nhờ thằng bé nó giúp. Dạ vâng chị, em ơi nhớ giúp chị Quỳnh đó nha. Dạ, em biết rồi chị ạ. Chị cứ ra đi. Chị ơi, chị cứ nói đi ạ, em sẽ cố gắng giúp chị. Giờ chỉ cần giải quyết hiểu lầm, em hiểu ý chị chứ? Dạ chị, giờ chị mời anh ấy vào đây đi ạ. Em sẽ nói hết sự thật. Chị còn mời tôi vô đây làm cái gì nữa? Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh Lộc hiểu nhầm chị Quỳnh rồi. Chuyện là bơ kể về em, nhà anh giàu có quyền thế. Nếu mà yêu được anh sẽ ăn sung mặc sướng. Nhưng mà anh lại có hẹn với chị Quỳnh, cho nên bơ bảo em diễn làm sao cho anh ghét chị Quỳnh ạ.
Chuyện như thế sao chị không nói cho em biết? Chị giải thích nhưng mà em có tin chị đâu. Em xin lỗi, đã để chị hiền hồi nhiều rồi. Chị được minh ngoan là tốt rồi. Em sẽ dạy cô ta một bài học. Để em giúp anh nha. Nhất định em sẽ lấy lại công bằng cho chị. Ủa sao chị ta vẫn ở đây? À thấy cũng tội nên anh cho chị chung ý mà. Đúng rồi á, cho chị ta chơi chung đi. Vậy anh mặc đồ đôi với em được không? Ok luôn em ơi. Ơ anh Lộc, sao anh lại ngồi với chị ta? Anh phải ngồi với em chứ. Rồi rồi, anh ngồi với bé nè. Dạ anh. Sao hai người đẹp đôi vậy ta? Chuyện, anh cứ khen thừa. Ủa gì vậy? Anh ơi, cứu em với, chị ta lại hại em nữa rồi. Cái thứ như cô làm mà không chịu nhận, chỉ biết đổ thừa cho người khác là tài. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Rồi xong luôn, chết luôn rồi. Anh ơi, kiếm xu hồi sinh cho em với. Ơ kìa, sao anh lại hồi sinh cho chị ấy là sao? À anh nhầm, anh xin lỗi em nha. Chị lấy đồ đi em cho, chị cố gắng chị một chút nha, để em dạy cho cô ta một bài học. Ok em, chị hiểu rồi. Bơi là đây anh cho đồ nè. Cả bên này nữa, đồ này là của em hết đó. Thế hai anh không cho chị ta đồ à? Kệ cô ta đi, ai gánh đâu mà cho. Anh biết anh nói vậy, em thích lắm không hả? Cô thấy chưa, bây giờ tôi là công chúa của team, còn cô thì chẳng là cái gì cả. À vậy hả? Chứ sao nữa, nên là biết điều thì cút đi, cho đỡ ngứa mắt tao. À ghê vậy sao, để tôi trúng mắt lên xem cô làm gì được tôi nè. Tí là mày biết kết quả ngay ý mà. Anh Lộc ơi, em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Cố lên bơi. Chuyện là em yêu anh làm người yêu em nha. Ô vậy hả, nhưng mà anh không thích em. Lỡ con gái ham tiền, dù bao nhiêu hữu đoạn ham hại người khác, em nghĩ anh cần em sao? Anh đang nói cái gì thế, em không hiểu. Em tưởng em làm gì mà anh không biết hả? Anh phản tôi, anh đúng là thằng tồi. Giờ thì cô bước ra khỏi cuộc sống của tôi, mau lên. Xong chuyện rồi đó, em đi ra nhà hai anh chị. Ok, cảm ơn em nha. Dạ, không có gì đâu chị ơi, anh Lộc à, cố lên nha. Em xin lỗi, đã để người hơn em chịu khỏi. À không sao đâu. Chị ơi. Hả? Anh yêu em nhiều lắm luôn nè. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nhá. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp Quỳnh xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để Quỳnh có động lực ra video hay hơn nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.